Chu Thiên Khánh ý thức bắt đầu tản đi, hắn thậm chí liền mở mắt cuối cùng xem cái này nói nhỏ người bộ dáng khí lực cũng không có. Diệp Thần một đường truy tìm tung tích tới, đối với đế thân thể đầu mối không thu hoạch được gì, ngược lại là cái này rừng rậm chỗ sâu, gặp sắp khí tuyệt Chu Thiên Khánh. Hắn lúc này, quanh thân mình đầy thương tích, máu cũng một số gần như khô khốc, vết thương sâu tới xương chỗ, mơ hồ đều có chút tản ra khó ngửi thịt thối giữa mùi vị, nếu là người bình thường, đã sớm bỏ mình đã lâu. Có thể cái này, lại hẳn là bằng vào ngoan cường ý chí, rất đến hiện tại, thần hồn không chịu tán, tràn đầy không cam lòng. Mơ hồ có thể thấy được, vết thương lỗ máu chỗ, gãy lìa xương bể cốt gai nhô ra, hiện lên một chút đạm đạm xương mù màu đen. Chu Thiên Khánh từng cùng không không thời không giới lực từng có đồng thời xuất hiện, cho dù là cùng đế thân thể giao thủ, lại gặp đế tôn ngọc tập sát, thân xác cũng sẽ không như vậy bị ăn mòn mới đúng. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần nhìn Chu Thiên Khánh thối giữa vết thương, mùi quen thuộc kia để cho hắn nhớ lại cuối cùng, một kiếm chặt đứt vực sâu, tan biến tòa kia không gian ma thần. Cái tên kia, không có chết, Diệp Thần đồng lỗ co giúp một cái, chẳng lẽ ban đầu, cái tên kia liền là cố ý? Bằng hắn lực lượng không cách nào biến dạng phong ấn, cho nên không tiếc trọng thương vậy muốn mượn mình lực lượng, là được chính là thoát khốn. Đáng chết, trúng kế. Mau chóng tỉnh ngộ Diệp Thần nhìn về sau lưng chân trời, nếu như cùng đế tôn ngọc giao thủ là hắn. Như vậy hết thảy liền nói xuôi được. Cái tên kia là vì, giúp vậy tôn thần ma cường giả thoát khốn. Diệp Thần xoay người muốn hồi giúp đỡ, nhưng không đi ra mấy bước, nhưng lại là một lần. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Chu Thiên Khánh. Nếu như ta bây giờ đi về, vẫn như cũ là trăm miệng cũng không thể bào chữa, không người sẽ tin ta, huống chi, không tìm về đế thân thể, căn bản không cách nào củng cố phong ấn, trở về ngược lại cắt đứt hy vọng cuối cùng. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói nhỏ, nhưng vào lúc này, một cây cổ thụ sau đó, truyền tới một đạo sâu kín tiếng thở dài. À, ta sớm biết là như vậy, Chu Thiên Khánh không thể chết được. Hắn là duy nhất biết đế thân thể tung tích. Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái, nhìn về thanh âm kia nguồn, chỉ gặp Đinh Nguyệt Như chậm rãi hiển lộ thân hình, một đôi màu xanh thẳm con ngươi hơi có vẻ không biết làm sao, hư hư thật thật giả giả, có lúc ngươi thấy, là ta muốn để cho ngươi nhìn thấy, mắt gặp không nhất định là thật. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Đinh Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Ta rõ ràng loại cảm giác này, mặc dù ta cũng không nhìn thấu ngươi, nhưng... ta cầm ngươi làm bạn bè. Diệp Thần đáp lại. Ninh Nguyệt Như nghe vậy mỉm cười cười một tiếng, tên này tổn thương quá nặng, ta chỉ có thể lấy trận pháp bảo vệ thần hồn không tiêu tan, người phụ trách cầm hắn thân xác tự chữa tốt. Thấy Diệp Thần ngay tức thì trợn to tròng mắt, bé gái giảo hoạt cười một tiếng, làm sao, ta huyễn cửa người đi thế gian, trên căn bản sẽ không bị thương. Tin tưởng ngươi vậy đã nhìn ra, ta chân thân cũng không việc gì chiến lực, thật muốn có ngày hôm đó bị phát hiện. Chỉ có chết, tuyệt không tổn thương, cho nên, trên người ta có thể không việc gì trị liệu thủ đoạn cùng với đan dược. Ninh Nguyệt Như lời tuy nặng chút, vậy bi quan chút, nhưng giọng nhưng là 10 phần ung dung. Đối với luân hồi chi chủ mà nói, cứu người hẳn quá dễ dàng chứ. Ninh Nguyệt Như trực câu câu nhìn Diệp Thần, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, một bộ một cách tinh quái hình dáng. Nàng tuy không có biểu thị, nhưng ý đã rất rõ ràng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, hai ngón tay điểm ở Chu Thiên bàn ấn đường, trực tiếp thi triển bát quái thiên đan thuật và rất nhiều thuật pháp. Hắn hiện tại có năng lực hóa giải bóng tối lực lượng. Ninh Nguyệt Như kinh ngạc nhìn về Diệp Thần, thủ đoạn này, liền huyễn cửa các lão gia, tiên đế cường giả đều không cách nào làm được. Ngươi có thể hóa giải không không thời không hắc ám lực. Ninh Nguyệt Như giống như là mở ra tân đại lục vậy tò mò, nói tiếp, vậy mới vừa đế tôn ngọc chuyện. Có phải hay không bởi vì nguyên nhân này mới hiểu lầm? Không sai, ta đích xác có thể đủ hóa giải cái này hắc ám lực, đây cũng là vì sao, đế tôn ngọc vậy đoàn hắc ám căn nguyên sẽ nhập đan điền ta nguyên nhân, ta có thể đem nó chiếm đoạt. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ra thật tình. Trời ơi! Ninh Nguyệt Như từng tiếng kêu lên không ngừng, thật ra thì mới vừa cũng không khó khăn phát hiện, chỉ bất quá mọi người đều đưa ta coi thành kinh khủng căn nguyên. Căn bản không chú ý tới những thứ này mà thôi. Có lúc, thành kiến là một ngọn núi lớn, trong lòng đại sơn, căn bản không cách nào leo phúc. Hồi lâu sau, hắc ám lực đã trừ, hắn thần hồn không tiêu tan, chân tay gãy tự nhiên sẽ đúc lại. Diệp Thần nhẹ giọng nói,
hắn sắp tỉnh, ta liền rời đi trước, phong ấn ta sợ hoành sanh biến cố, ta hết sức vì các ngươi trì hoãn thời gian, mau sớm tìm được đế thân thể. Ninh Nguyệt như bĩu môi, nhìn về Diệp Thần, ta huyễn cửa, đối người của Chu gia có thể không có cảm tình gì, như không phải là vì tự vệ, mới sẽ không cứu hắn. Chớ có đối hắn nhắc tới ta. Màu xanh thẳm trong mắt trong nháy mắt, hiện lên ánh sáng nhạt, Đinh Nguyệt như dặn dò. Theo vậy màu xanh nhỏ mang tắt, tiểu nha đầu cái này thân hình, vậy cùng theo tan dã đi, gió mát khẽ phất, không thấy kỳ hình. Thật là huyền diệu thủ đoạn, mới vừa ngươi, là thật thân sao? Diệp Thần cười khanh khách, lắc đầu cười khẽ, cái này huyễn cửa ngược lại thật là cao thâm khó lường tông phái, ngày sau nhất định phải đi bái phỏng. Hô! Chu Thiên Khánh tỉnh lại, thô trọng tiếng thở dốc bên tai không dứt, chấn dưới chân mặt đất đều là hơi lay động vượt quá. Là ngươi cứu ta. Hắn đồng lỗ bên trong tràn đầy khiếp sợ, căm hận, không cam lòng, chỗ sâu nhất ẩn núp một không che giấu chút nào sát ý. Diệp Thần đạm đạm nói, vì đại cuộc mà thôi, ngươi vẫn không thể chết. Nói cho ta, cổ huyền tôn chủ đế thân thể rơi xuống. Mặc dù cứu Chu Thiên Khánh, nhưng đối với cái này, hắn nhưng mà không có chút nào hảo cảm có thể nói. Chu Thiên Khánh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải dưới mắt chưa có thừa lực, hắn có thể sẽ động thủ. Cùng đế tôn Ngọc Liên thủ đuổi giết ta thời điểm, ngươi cũng không phải là cái này hình dáng. Chu Thiên Khánh châm chọc nói. Đó không phải là ta. Diệp Thần mở miệng lần nữa. Chu Thiên Khánh trong mắt bên trong, thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng không rõ ràng, còn có thật sâu kiêng kỵ, ngươi nói gì sao? Và đế tôn Ngọc đuổi giết ngươi, cũng không phải là ta, đế tôn Ngọc vậy bị gạt. Diệp Thần đem vực sâu hạ cùng cổ huyền tôn chủ quen biết gặp gỡ nói đơn giản, sau đó nói tiếp. Vậy ma vật chạy khỏi, hơn nữa hắn gặp qua ta, cho nên, biến thành ta hình dáng tới phá rối, là được chính là giúp vậy quan hạ phòng ấn thần ma cường giả, thoát khốn. Chu Thiên Khánh nghe vậy, sắc mặt dần dần âm trầm, không biết là bởi vì Diệp Thần được cổ huyền truyền thừa ghen tị, vẫn là bởi vì mình bị không không thời không ma thần đùa bỡn một trận, rớt mặt mũi. Thân thể ở đâu, hoặc là nói, cùng ngươi giao chiến hắc bào nhân kia, ở nơi nào? Diệp Thần vừa dứt lời, ngoài bầu trời chính là truyền tới một đạo mênh mông hung quang, như trụ vậy nướng mãnh liệt hắc mang từ trên xuống dưới, ngay tức thì xuyên thủng cổ huyền tiên cảnh thương khung cùng mặt đất, đem chỗ tòa này bí cảnh xé vỡ thành hai mảnh. Keng! Diệp Thần hóa là giới tử, rồi sau đó một trưởng đánh ra. Diệp Thần vận chuyển tu di Phật Pháp, trưởng phong kích động, hư không vặn vẹo. Bộc phát ra thái cổ tu di núi thần hư ảnh, một trường long trời lở đất, hung hăng đánh ra. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên vậy một phiến màu đen nước lũ, vậy một cổ kinh khủng đến mức tận cùng hơi thở để cho hắn có dũng khí nghẹt thở vậy kiềm chế. Chu Thiên Khánh đồng dạng là sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cổ lực lượng này uy áp, cách ngàn dặm dư âm, cũng suýt nữa bị thương. Ngươi quả thật không lừa gạt ta. Chu Thiên Khánh chống cánh tay đứng dậy. Một cái tay khác che ngực hướng trong rừng chỗ sâu đi tới, cũng không quay đầu lại. Ngoài ngàn dặm phong ấn, Thái Thần cùng Giang Mỹ Âm hai đại cường giả, lấy thông thiên triệt địa có thể phong cố liền mọi người ở đây, đồng thời vậy đưa tới nhiều người tức giận. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ giúp vậy Diệp Thần cùng, muốn làm thực tế phản nghịch? Cái này mấy người vốn chính là cùng Diệp Thần một nhóm, không phải thứ tốt gì, các vị, bọn họ tuy mạnh. Nhưng trạng thái cũng không tốt, chúng ta liên hiệp, cháy máu tươi, định có thể chém bọn họ. Giang Mỹ Âm cùng Thái Thần hai người sóng vai, nghênh chiến tại chỗ muôn vàn võ giả. Đủ các loại thần mang kích động hư không, đám người mũi dùi nhắm thẳng vào Thái Thần cùng Giang Mỹ Âm. Từng đạo giết mang bắn tung tóe, nguyên bản liền thuộc về mưa gió lay động bên trong vô huyền thánh quang phong ấn hơn nữa yếu kém, 81 tôn thánh bia lóe lên nhỏ mang. Mặc dù cũng không có đế tôn Ngọc, Chu Thiên Khánh cùng lưu như vậy nghịch thiên sát phạt thủ đoạn dáng thế, có thể nhiều cao thủ như vậy hợp lực, kinh khủng kia đạo quy tắc, sinh sát tuyệt thuật không xính hơn để cho. Loại trình độ này công kích, cho dù là Giang Mỹ Âm cùng Thái Thần hai người cũng không dám đón đỡ. Giang Mỹ Âm trong tay khóa thần buộc chậm rãi bay lên, huyết quang ngút trời, nàng một tiếng khẽ kêu. Bể! Nháy mắt tức thì, đan lưới thụ ảnh đầy trời. Những thứ máu này sắc tàn ảnh thật giống như hóa thành hàng tỷ cầm lưỡi dao sắc bén, mang kinh khủng mũi nhọn chém về phía bốn phương. Đây là Giang Mỹ Âm cường đại nhất thủ đoạn,
nàng tin tưởng, cái này đủ để đem tất cả thế công chặn. Tán. Thái thần một tiếng quát lạnh, tử sam bên hiện lên một vòng trăng tròn, giữa trưởng cũng có ngân hà treo ngược, một vòng này trăng tròn bên trong, phảng phất hàm chứa vô cùng tinh thần cùng nhật nguyệt, xen lẫn kinh khủng chu thiên phù văn chấn động. Hắn một tiếng gầm nhẹ, trăng tròn ngay tức thì bạo tăng, hóa là ngàn trượng to lớn. Hai cổ kinh khủng hủy diệt tính hơi thở đụng vào nhau, động trời sóng cuộn sạch nguyên phiến hư không, vô tận quy luật mảnh vỡ bị chấn động thành bụi phấn. Oanh! Thái thần, Giang Mị Âm đám người thân hình bay ngược về phía sau, biểu tình trên mặt đổi được dị thường nghiêm túc. Vô số võ giả bị cái này động trời va chạm tung bay thân hình, nháy mắt tức thì bụi bẫm che trời, khói báo động cuồn cuộn cuộn sạch vạn dặm. Vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Không hề thiếu võ giả rối rít tim quý, hai người này chiến lực, như cũ rất mạnh. Một khắc kia, một nam một nữ hình bóng, một mình nghênh chiến mấy ngàn người nhiệt huyết ý rung động cánh cửa lòng. Chúng ta không xuất thủ không? Trúc Thiên, Huyền Giác, Côn Luân các người đều là ngưng trọng, như quả bọn họ ba người động thủ, có lẽ có thể trước thời hạn kết thúc chiến đấu. Chuyện có kỳ hoặc. Hơn nữa, lão đại đến hiện tại cũng không có rơi xuống, Đinh Nguyệt như từng nói, chúng ta không động thủ, nàng bảo lão đại không việc gì, lại xem một chút đi. Trúc Thiên sắc mặt ngưng trọng, khi thì nhìn về dưới chân, khi thì ngước mắt nhìn trời. Mọi người không phải sợ, chúng ta đám người hợp lực, thăm hắn hai người có thể ngăn chúng ta mấy đánh. Đám người bên trong, có võ giả la lên. Giang Mị Âm cùng Thái Thần sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, đối mặt nhiều cường giả như vậy đánh, tuy là thực lực kém, ăn ý không hợp, nhưng bọn họ có thể chặn, đã là rung động vô số người tim. Các vị, lại như vậy thảm chiến, chỉ sẽ để cho vậy ma vật trước thời hạn xuất thế. Thái Thần bước lên trước, Tử Sam vù vù, trầm giọng nói. Nói bậy, Diệp Thần tìm vậy đế thân thể, chính là vì phá vỡ phong ấn, hắn mới là đại ma. Đúng, đúng. Thái thượng đám người quần chúng kích động, rất nhiều lần nữa liều giết ý. Diệp Thần tên, đại biểu cái gì, mọi người rất rõ ràng. Nhưng nếu là gài tang vật hắn là hắc ám ngọn nguồn, đúng là lời nói vô căn cứ, không có ai không biết, luân hồi chi chủ là của mọi người hy vọng. Phong ấn một khi làm tan rã, nơi này tất cả mọi người đều phải chết, không không lúc nào không thần ma cường giả oai, trưởng chỉ gian là được đem hết thảy cũng xóa đi, đến lúc đó, các ngươi đâu? Bọn ngươi xuất thân tánh mạng, tông môn vận thế, con cháu đời sau ở chỗ nào? Thái thần từng tiếng hét lớn, máu tươi rơi xuống hư không, màu tím kim phù văn hiện ra thần hoa, chữ chữ khắc ấn thương khung, tỉnh người mục. Không sai, luân hồi chi chủ không phải người như vậy, chúng ta rõ ràng hắn. Một cô gái không để ý đám người khuyên can, tiến lên mở miệng nói. Lão phu nguyện cùng sóng vai. Yêu vực cùng bên trên. Thanh linh tông cùng bên trên. Chúng ta vậy chống đỡ Diệp Thần. Trong chốc lát, rất nhiều võ giả rối rít lên tiếng ủng hộ Thái Thần cùng Giang Mị Âm, lực bảo vệ Diệp Thần. Đa tạ các vị. Thái Thần trùng trùng cúi đầu, khom người hướng sau lưng võ giả hỏi thăm, ở hắn hiệu triệu hạ, càng ngày càng nhiều võ giả lựa chọn đứng ở phía sau bọn họ. Do lúc ban đầu hai người phong hoa tuyệt đại, cho tới bây giờ nhóm tiếng uống nguyện chỉ mâu. Các ngươi, vô số võ giả rối rít thấp nghi, ngàn không muốn vạn không muốn, đều là hóa thành khẽ than một tiếng, lại không có người ra tay. Khặc khặc, thật là diễn ra cảm nhân một màn à. Nhưng vào lúc này, giữa trời đất thoáng qua một chút hài hước châm biếm tiếng. Các ngươi những con kiến hôi này, xấu xí dáng vẻ, thật là để cho bản đế buồn nôn. Bá! Một bóng người dựng thân vô huyền thánh quang phong ấn trước trận, tái nhợt nửa bàn tay không thấy máu sắc, mục nát mùi hôi thối tràn ngập, chậm rãi vuốt ve vậy 81 tòa thánh bia tâm trận một trong, cổ huyền tôn chủ quan tài. Diệp Thần! Mọi người đều là khiếp sợ, cái này trắng bệch giống như là người chết, liền thân xác cũng sắp hóa thành một bãi bùn nát ra hỏa, còn sót nửa phó khuôn mặt, cùng Diệp Thần không khác. Ha ha ha, Diệp Thần. Không sai, cái tên kia, thật giống như liền kêu danh tự này. Hiện thân ma thần nhìn về đế tôn ngọc, người tên đáng chết này, nếu như bản đế đỉnh cấp lúc đó, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Đế tôn ngọc giờ phút này khó tin, trợn to tròng mắt nhìn trước mắt Diệp Thần. Là ngươi giả trang Diệp Thần khơi mào phân tranh. Đế tôn ngọc vành mắt sắp nứt, đây là hắn mới phát hiện, mình bị lừa.
Nho nhỏ con kiến hôi, dám đả thương ta, mạng ngươi, chờ ta lát nữa tới lấy. Ma thần buồn bã cười một tiếng, mười phần quỷ dị, cảm ơn các ngươi lực lượng, đã đủ để cho ta xé ra phong ấn. Cung nghênh ta chủ. Oanh! Một đạo minh mông hung quang, như trụ vậy nướng mãnh liệt hắc mang từ trên xuống dưới, ngay tức thì xuyên thủng cổ huyền tiên cảnh thương khung cùng mặt đất, đem chỗ tòa này bí cảnh xé vỡ thành hai mảnh. Cổ huyền tiên cảnh băng diệt. Vô tận trong hư không, một tôn khổng lồ thần ma cường giả hư ảnh, ở diễn hóa quy tắc, mỗi một đánh cũng phảng phất trời long đất lở, đem vạn đạo quy tắc xé nát, từng đợt hư không chảy loạn, không ngừng hướng bốn phương tàn phá đi, đem mảnh thế giới này khuấy được mưa gió biến sắc. Không không thời không vậy tôn đại ma muốn hạ xuống. Thậm chí có thể là không kém gì ma nữ tồn tại. Mọi người thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện. Chấn áp không không thời không tồn tại hiện thế, đây đối với thế giới hiện thật sẽ là kinh khủng dường nào đánh vào. Một đầu cả người phát ra hắc ám khí tức sư tử chín đầu từ hư không lộ ra thân hình, căn căn lông đen nhánh sắc bén. Hống! Vô ảnh sư tử dị thú chỉ là lướt qua, liền tùy tiện lấy đi một tên cường giả đầu lâu. Bị cắn bể đầu lâu rơi xuống máu tươi, vô tận hư không chảy loạn mang theo hắc ám lực hóa thành đầy trời nhóm sương mù lượn lờ tới. Hư không chảy loạn bên trong, vô số chỉ mạnh mẽ vô cùng hắc ám dị thú, bào hiếu trước, gào thét, chúng đang điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng có mạnh mẽ hư không dị thú bị thái thần các người đánh bể, nhưng là càng nhiều hơn hắc ám dị thú cũng đang không ngừng gây dựng lại cùng diễn sanh, không ngừng tụ lại hướng vậy tôn khổng lồ thần ma cường giả hư ảnh. Là ta, gây thành liền đại hỏa. Đế tôn ngọc quỳ sụp xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn trên bầu trời, cuồn cuộn mà đến không không lúc nào không giới lực. Vậy mà lúc này, sợ hãi vẫn đang lan tràn. Cự long, ám sắc kim bằng, đốt ngọn lửa đen gấu to, còn có vô số dị thú. Chúng, đều là từ hư không chảy loạn bên trong ra đời ra, có không kém gì chính xác tiên đế thực lực kinh khủng, hơn nữa không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, vĩnh viễn đều là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần còn không có đem chúng đánh chết, liền sẽ cuồn cuộn không dứt trào hiện ra, hơn nữa sẽ thành được càng ngày càng nhiều. Giống như là vô số con kiến hôi như nhau, xem không thấy cuối, mà thần ma cường giả hư ảnh chính là bọn chúng nắm giữ, là chúng cuối cùng nơi quy tụ. Oanh! Tuyệt vọng tới giữa, một đạo kinh hồng kiếm ý trực tiếp rơi xuống, sát phạt sâu hơn, mau đến mức tận cùng, ngay tức thì chính là chém tới liền mấy tôn dị thú đầu lâu. Là Diệp Thần! Diệp Thần trở về! Những quái vật kia, lại không có lần nữa hồi phục, Diệp Thần có thể chém chết những quái vật kia. Đám người bên trong, từng tiếng kêu lên, giống như là chộp được rơm dạ cứu mạng vậy, đám người rối rít hướng kiếm quang kia lóe lên phương hướng áp sát. Mạnh nhất Trúc Thiên các người mặt mũi khều một cái, là Diệp Thần, không phải lão đại. Chu Thiên Khánh đi tìm đế thân thể, chúng ta tận lực là hắn tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Diệp Thần thanh âm vang vọng ở bọn họ bên tai, Huyền Giác, Côn Luân các người đều là vẻ mặt chấn động một cái. Giết! Từng đạo sen lẫn ngang dọc sát ý phun trào, ngăn cản bóng tối ăn mòn. Diệp Thần kiếm mang chém ra, hư không chảy loạn đều bị chảm phá, nhưng là lại bị ngoài ra một cổ minh mông vô cùng hắc ám lực lượng trở cách xuống, tạm thời tới giữa Diệp Thần lại là không làm gì được được. Không hổ là không không lúc nào không thần ma thủ lãnh hơi thở, cho dù là ta, đều khó dung chuyển sao. Diệp Thần trong lòng ngầm kinh, nhưng là lại cũng không lùi bước. Giờ kiếm lần nữa sát phạt. Kiếm khí trong ngang dọc, kiếm mang giống như một cái sông dài, lao nhanh bảo hiếu. Trảm thiên kiếm ý cùng hắc ám va chạm, kích thích tầng tầng tia lửa. Ha ha ha, ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn. Vậy tôn vực sâu hạ cùng giao chiến ma thần ngăn cản Diệp Thần, hắn lúc này, lộ vẻ được khá là đắc ý. Nguyên bản vậy trắng bệch mục nát tàn tạ thân thể, hôm nay lại là có mấy phần sức sống. Diệp Thần mơ hồ có thể gặp hắn vậy không có máu thịt che giấu ngực bên trong, trừ dày đặc xương trắng bên ngoài, lại là có một trái tim ở nhảy động. Chính là quỷ dị này tim, lần nữa ban cho hắn sức sống. Không không thời không lực lượng, ta chủ lực lượng, lần này, đem hoàn toàn chém chết ngươi. Ma thần cười như điên, hướng Diệp Thần đánh tới. Mấy phen kịch đấu, Diệp Thần kiếm thế nhỏ ngưng động. Hắn vốn là thương thế còn ở. Hơn nữa phần lớn lực lượng, đều dùng tới giúp đám người chống cự hắc ám lực ăn mòn, dù vậy, đại quân thương vong vẫn là không ngừng gia tăng.
Ngươi đã là nỏ hết đà, còn mưu toan chống cự ta chủ. Ma thần khóe miệng mang cười nhạt, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội. Trong nháy mắt, ma thần bàn tay mãnh như vậy quơ múa tới, màu đen móng to, dắt kinh khủng lực lượng, xé hư không, hướng Diệp Thần hung hăng vỗ xuống xuống. Một kích này lực, đủ để đem chục nghìn mét núi cao chặn ngang chặt đứt, có thể tưởng tượng được hắn uy. Diệp Thần không né tránh kịp nữa, chỉ có thể thử nghiệm hóa là giới tử. Lan, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, đế tôn ngọc trong cơ thể tím hơi thở lực lượng bộc phát ra, một cổ tử điện từ trong cơ thể hắn xông ra, không còn là đại lộ cánh hoa, mà là kích động phá thể tàn phá bừa bãi sấm sét. Màu tím tia chớp, giống như lôi long vậy, ở trong hư không qua lại, cùng vậy ma chảo đụng nhau lên. Oanh, màu tím tia chớp đánh vào vậy đen thui như mực ma chảo bên trên, lại bị chấn khai. Trong nháy mắt, sắc bén móng nhận cắt ra đế tôn ngọc thân xác, đem hắn chặn ngang tích làm hai đoạn. À, quanh thân máu tươi không ngừng cháy, cuồng phát bay múa đế tôn ngọc gào thét, cưỡng ép đúc lại thân thể, nháy mắt tức thì, dung nhan rút đi, tóc bạc đều là trắng, hắn vẫn đang không ngừng liều giết. Một quyền một chưởng, đều ở đây đưa tới đạo âm ông minh kích động, hư không bể tan tành, chống cự ma thần tấn công. Lúc này đế tôn ngọc đã rơi vào cuồng thái. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu cùng đạo tâm đều là tán loạn sụp đổ, chỉ có bản năng liều giết. Mỗi một đánh, hắn sinh mạng cũng đang nhanh chóng trôi qua, uy năng yếu bớt mấy phần. Hắn đang cháy mình, lực chiến hắc ám. Đế tôn ngọc hai cánh tay đã biến thành cho bụi, da nám đen, vết máu loang lổ, nhưng vẫn không có ý buông tha. Đế tôn ngọc, chịu đựng. Diệp thần hét lớn, đế tôn ngọc tình huống rất không ổn, lập tức liền phải bỏ mạng. Nhưng Diệp Thần nhưng không có biện pháp gì, hắn bị quỷ dị lực lượng gắt gao cuốn lấy. Thái thượng đế thị, vạn cổ trường sinh. Đám người cũng là gầm thét. Vô dụng, hắn thần hồn đều đã cháy hết, muốn tiêu vẫn. Trúc Thiên nghiêng đầu nhìn về nơi khác, Huyền Giác Côn Luân các người đều là thấp nghi, bọn họ không đành lòng nhìn vậy oai hùng anh phát người đàn ông chết trận. Bọn họ đều là tới từ thái thượng thế giới thiên kiêu, cho dù tranh đấu không nghỉ, cũng là còn trẻ quen biết. Hôm nay kèm có vô địch tư trẻ tuổi yêu nghiệt chết, thiên địa bi quý. Hoặc giả là trời ghen tị anh tài, vậy ma thần đi qua không không lúc nào không cường giả lực lượng tưới sau đó, vô cùng uy thế thông thiên, cho dù là cháy hết thảy đế tôn ngọc, vậy vẫn là không địch lại. Trăm chiêu sau đó, ôm hận chết, thân hình bị đánh làm một đoàn bùn nát. Trước khi lâm chung, hắn gào thét. Diệp thần, chúng ta lại nữa tướng thiếu. Vô số người hốc mắt ửng đỏ. Thái thượng đế thì khủng bố yêu nghiệt, bị không không thời không ma thần, miễn cưỡng đánh nát. Cho dù là thiêu đốt máu tươi, cũng là không có sức xoay chuyển trời đất. Oanh! Mọi người ở đây bi phẫn để gặp, lại là một đạo khí tức mạnh mẽ hạ xuống nơi đây, nguy nga tinh thần bản thân, bát hoang thiên đổ hiện ra hết uy thế. Là lão đại! Lão đại! Huyền Giác, Côn Luân các người đại hỉ! Chu Thiên Khánh mang theo đế thân thể cường thế hạ xuống. Nhưng Trúc Thiên rất nhanh chính là phát hiện không đúng, từ ra lão đại hơi thở, mười phần không yên. Là cưỡng ép áp chế thương thế mà chiến. Đế thân thể tìm được. Chu Thiên Khánh nhẹ giọng mở miệng, nhìn về Diệp Thần, luân hồi chi chủ, đi làm ngươi chuyện nên làm đi, vững chắc phong ấn, cái tên kia, giao cho ta. Chu Thiên Khánh chậm rãi xoay người, tịch mịch thân hình nhìn về vậy tôn ma thần, ngay tại trước đây không lâu, đế tôn ngọc chết ở trên tay hắn. Cùng ta đánh một trận. Chỉ bằng ngươi. Ma thần khinh thường hừ lạnh, hắn hôm nay đã sớm diễn hóa đại lộ, mặc dù không đạt tới đỉnh cấp, nhưng Chu Thiên Khánh, cho dù thiên tư yêu nghiệt đi nữa, cũng không cách nào đền bù ngày này tiệm vậy tu vi hồng câu. Lại bất luận hắn bị thương trên người, cho dù là đỉnh cấp lúc đó, vậy định trước không địch lại. Vèo vèo vèo. Ba cái bóng người ngăn ở Chu Thiên Khánh trước người, lưng hùng vai gấu Côn Luân giống như là một ngọn núi nhỏ. Không cho phép hắn tái chiến. Lão đại, ngươi không thể tái chiến. Trúc Thiên trầm giọng nói, bọn họ cũng nhìn ra được, Chu Thiên Khánh, nỏ hết đà. Như chiến, hẳn phải chết. Muốn tranh thủ thời gian, cho luân hồi chi chủ tự chữa phong ấn. Chu Thiên Khánh đạm đạm nói. Tự chữa phong ấn. Ha ha ha. Ma thần nghe vậy cười to, hắn quay đầu lại nhìn về ở hắc ám bên trong khó khăn leo được Diệp Thần. Chỉ là vậy không không lúc nào không chí cường uy áp, đã làm hắn khó mà thở dốc, nói chuyện gì tự chữa phong ấn. Đại thế đã qua,
lại cũng không có người có thể củng cố phong ấn, không không thời không tuyệt thế cường giả sắp giáng thế. Phải chết, vậy cùng chết. Người được chết chúng ta phía sau, Chu Thiên Khánh. Trúc Thiên trong mắt đỏ bừng, lần đầu tiên xưng hô Chu Thiên Khánh tên đầy đủ, mà không phải là lão đại. Huyền Giác cùng Côn Luân không nói, dâng trào chiến ý nhưng ở biểu đạt giống nhau hỏi thăm. Ta hiểu ý, cảm ơn. Chu Thiên Khánh lần đầu tiên trong đời, tâm trạng kích động, giọng run rẩy nói cảm ơn. Cho dù là ở hắn lúc sắp chết, đều là không có chút nào gợn sóng. Thời khắc này Chu Thiên Khánh, chỉ còn lại cuối cùng một chút khí lực, nhưng như cũng muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi tồn tại là một loại sỉ nhục. Một bầy kiến hôi, các ngươi không có bất kỳ giá trị nào. Ma thần cuồng ngạo gầm to nói, dứt lời, một cổ kinh khủng thánh uy cuồn cuộn bốn phương, ngay tức thì bao phủ mọi người. Huyền Giác các người thần hồn bỗng nhiên ngưng chỉ, sắc mặt thảm trắng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, không không thời không lực lượng lại có thể sẽ như vậy đáng sợ, liền chống cự tư cách cũng không có. Cho dù bọn họ đã đem hết toàn lực, vẫn là không có sức xoay chuyển trời đất, hôm nay bọn họ lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn, hay không thì chỉ có bị nghiền nát thành cho hết sức. Nhưng, hôm nay, không thể lui được nữa. Chỉ có thể bị chết. À, oanh, bành bành bành, Huyền Giác, Trúc Thiên, Côn Luân cùng ba người rối rít bị ma chảo bóp vỡ thân xác, thần hồn vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Chỉ còn lại Chu Thiên Khánh một người còn ở khổ chiến, hắn tình huống vậy không quá lạc quan, trên mình hơn chỗ vết thương, máu tươi chảy ròng, tùy thời cũng có thể toi mạng. À, Chu Thiên Khánh ngửa đầu thét dài, phát tiết nội tâm thống khổ và tức giận. Bởi vì hắn biết, hắn không được. Hắn thần hồn đã hoàn toàn vỡ vụn, cho dù là chiến, hắn cũng không có nắm chắc thắng lợi. Sau cùng đáy mắt, cảnh tượng là vô tận biển máu đắp, biểu thi khắp nơi, bọn họ muốn bị bại. Không sai, không tệ. Hư hư thật thật, giả giả thật thật, các người xem đến, là ta muốn để cho ngươi nhìn thấy, mắt gặp không nhất định là thật. Đột nhiên, Đinh Nguyệt như thanh âm vang lên, nằm mộng một tràng, tựa như ảo mộng. Suy. Diệp thần kiếm trong tay chém xuống, trực tiếp xuyên thủng ma thần ngực, hắn khó có thể tin nhìn dưới chân tâm trận, vậy một hơi cổ quan còn đang trước mắt, nhưng đã sớm khép lại, đế thân thể trở về vị trí cũ. Vô huyền thánh quang phong ấn, vững chắc như lúc ban đầu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vậy tôn ma thần kinh hãi nhìn trong hư không, nháy mắt cô gái, vậy lóe lên màu xanh thẳm nhỏ mang, làm lòng hắn quý. Nhớ, tuyệt thế huyễn cửa. Theo Đinh Nguyệt như bốn chữ rơi xuống, hết thảy như bọt nước vậy sụp đổ tan rã. Nguyên bản che trời hắc ám lực không hiện, vậy phun trào ra vô tận dị thú tiếng gào thét tuyệt, liền liền nguyên bản chết đi vô số võ giả, đều là giống như nằm mộng một tràng, ngạc nhiên cảnh tỉnh. Đó là mộng. Kinh khủng không chân thiết, đám người nhìn về trong hư không Đinh Nguyệt như, đều là lông tơ đảo thụ, lúc trước sát phạt lúc đó, bị thương do ở đây, không phải là mộng. Là mộng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp thần là lúc nào vững chắc phong ấn, vậy ma thần chưa từng ngăn trở, liền như vậy tùy tiện vỡ vụn không không thời không âm mưu. Ngươi! Vậy ma thần gào thét, bọn họ lại bị ảo ảnh mê mắt. Ninh Nguyệt như nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rét, đối hắn thẩm phán nói. Ta còn mắt trái, có thể để cho ngươi thấy tương lai, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giống vậy, ta mắt phải. Cũng có thể để cho vậy tương lai trọng tố, hóa thành hư không. Thái thần cùng Giang Mị Âm các người, đều là thân hình run rẩy dữ dội, mới vừa bọn họ thấy, không là ảo ảnh. Vậy là chân chính sẽ phát sinh tương lai. Tất cả cảm giác đều là thật, nhưng vậy là giả. Chiến trường sau đó, bụi bặm lắng xuống. Đế Tôn Ngọc đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi, sau lưng lại truyền tới Diệp Thần đạm mạc thanh âm. Này, Đế Tôn Ngọc! Lần này, người có thể thiếu ta một cái mạng. Đế Tôn Ngọc đưa lưng về phía Diệp Thần bóng người cứng đờ, nắm chặt hai quả đấm thật lâu không thể bình tĩnh, cuối cùng vẫn là buồn bực, lựa chọn rời đi. Trúc Thiên, Huyền Giác, Côn Luân ba người đứng yên ở Chu Thiên Khánh bên người, bọn họ giống vậy có lòng hơn quý. Lúc trước vậy chết nghẹt thở tới sắp, mười phần khiếp người. Nói lại lần nữa, cảm ơn nhiều. Chu Thiên Khánh nhẹ giọng nói. Lão đại. Ngài, Trúc Thiên trợn to tròng mắt, chẳng lẽ hắn đã sớm biết? Đây cũng là ta,
một mực không muốn trêu chọc Huyễn Cửa nguyên nhân, Đinh Nguyệt Như mặc dù chân thân cùng người bình thường không khác, nhưng đùa bỡn nhân tâm, ảo cảnh, nàng có thể để cho ngươi kế cận tan vỡ, thần hồn nhập ma. Chỉ là, Liễu Hy và Thanh Minh, không có ở đây. Chu Thiên Khánh hít sâu một hơi, thở dài nói. Nếu như ngày hôm nay Huyễn Cửa không phải Đinh Nguyệt Như, lúc trước trải qua hết thảy, chính là chúng ta tất cả người cuối cùng nơi quy tụ. Theo Chu Thiên Khánh nhẹ đồ đạm viết một lời, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô số tại chỗ võ giả nhìn về Đinh Nguyệt Như ánh mắt bên trong, viết đầy kính sợ. Ta ghét nhất ánh mắt. À, Đinh Nguyệt Như lắc lắc đầu nhỏ, cách hư không cười híp mắt nhìn về Diệp Thần, ta lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi ngươi, ngươi có sợ hay không ta? Hôm nay, lại cho ngươi một lần cơ hội, lần nữa trả lời. Diệp Thần kiếm ý bắn tán loạn ánh sáng rực rỡ, đem vậy tôn hấp hối ma thần chém tuyệt, rồi sau đó ngước mắt đạm đạm cười một tiếng. Ngươi coi như là bạn của ta, ta vì sao phải sợ? Ninh Nguyệt Như nghe vậy, mắt to cong thành nhỏ hình trăng lưỡi liềm, liền vậy màu xanh đồng lỗ đều là nhỏ không thể nghe nổi, nàng cười rất vui vẻ. Diệp Thần, Thái Thần cùng Giang Mỹ Âm vui mừng quá đổi, đem Diệp Thần kéo đến một bên hỏi lung tung này kia. Tình cảnh một lần mười phần hài hòa. Tiểu Kỳ Lân và Chu Huyên bị thương, nhưng cũng không lo lắng tánh mạng, tĩnh dưỡng là được. Lần này tạm thời tha ngươi, lần sau gặp mặt, người ta vẫn là tử địch. Chu Thiên Khánh mang theo Trúc Thiên cùng ba người chậm rãi tới Diệp Thần phụ cận, ngưng mắt nhìn hắn, mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần sau lưng Giang Mỹ Âm, chợt lại là thu thập, dùng mình hiện ra hết. Và lần đầu tiên Diệp Thần cùng Chu Thiên Khánh gặp nhau lúc làm so, người sau ít đi như vậy một chút cuồng ngạo. Diệp Thần bước lên trước, ngăn ở Giang Mỹ Âm trước người, nhìn thẳng Chu Thiên Khánh, đáp lại. Gặp mặt lại, người còn thủ hạ ta bại tướng. Cái kết quả này, vĩnh viễn sẽ không lật đổ. Diệp Thần có tuyệt đối tự tin, nếu không phải Lý Tuyệt Vân và Vô Thiên, hắn bị thương, lại không thể vận dụng luân hồi huyết mạch và luân hồi mệnh tinh. Hắn có thể trong nháy mắt giết Chu Thiên Bàn. Cho đến mấy người hình bóng dần dần biến mất, nguyên bản được chú ý cổ huyền bí cảnh bên trong, cũng là trong trẻo lạnh lùng không thiếu, thái thượng thế giới trẻ tuổi thiên kiêu lục tục rời đi, chuyến này cũng coi là tạm nói với phân đoạn. Diệp Thần, có thể à? Cách đó không xa, tóc đỏ tục tăng người đàn ông hướng về phía Diệp Thần lớn tiếng gọi thét to, chính là yêu vực cửu hỏa thần điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, Phượng Cửu. So với Phượng Cửu nhiệt tình, những người khác nhìn về Diệp Thần ánh mắt, chính là thêm mấy phần vô hình ý. Cửu hỏa thần điện tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Không nghĩ tới cái này cổ huyền bí cảnh dưới, lại vẫn phong ấn không không thời không một tôn tuyệt thế cường giả, cái này tựa hồ ở vạn cổ trước, cũng là một cọc đại bí. Chắc hẳn chuyện này, hôm nay đã không có mấy người biết được. Nếu không 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 thời không những gia tộc kia, cho dù là có loại nào đó cấm chế tồn tại, vậy tuyệt sẽ không phái tiểu bối tới tranh đoạt cơ duyên truyền thừa. Chuyện này, đích xác có chút cổ quái, ta trở về tự nhiên gặp mặt các lão gia giao phó. Ninh Nguyệt Như cố làm thâm trầm gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía Diệp Thần mở miệng hỏi nói, người đâu? Muốn không muốn và ta cùng đi Huyễn Cửa. Thái Thần và Giang Mỹ Âm nghe vậy, vẻ mặt đều là hơi chậm lại. Mời Diệp Thần đi Huyễn Cửa. Ta xem ngươi thiên phú yêu nghiệt, cái đó căn cốt tuyệt vời, còn có. Ninh Nguyệt Như nhất thời bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, liền liền Diệp Thần đều là một hồi nhức đầu. Không đi. Diệp Thần hơi thêm suy tư, trực tiếp cự tuyệt nói. Ừ, Ninh Nguyệt Như trợn to con ngươi, vẫn là lần đầu tiên có người cự tuyệt đến từ Huyễn Cửa mời, phải biết, nàng nhưng mà đại biểu Huyễn Cửa. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không dám đối Huyễn Cửa ra tay. Huyễn Cửa căn nguyên có thể truy đuổi sóc đến không không lúc nào không? Ngươi là ở cự tuyệt bổn cô nương. Ninh Nguyệt Như hai tay chống nạnh, một bộ khó tin hình dáng. Diệp Thần đạm định gật đầu một cái, đáp lại, trừ phi ngươi nói cho ta, mang ta đi Huyễn Cửa mục đích thật sự. Ninh Nguyệt Như khóe miệng hơi kéo một cái, lúng túng nói, kia có mục đích gì, ta liền muốn đơn thuần mời ngươi đi trước làm khách. Lời còn chưa dứt, nhưng là chỉ gặp Diệp Thần đám người đã là không chút nào rông dài, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Ninh Nguyệt Như thân hình chớp mắt, chặn lại liền mấy người đường, đưa ra năm ngón tay, làm một cấm dừng động tác tay, cũng miệng nói.
tốt lắm, ta nói chính là. Diệp Thần khẽ mỉm cười, yên lặng dài âm. Ta đến từ huyễn cửa, cái này không có gì che giấu, kinh này cổ huyền một nhóm, bổn cô nương hạ định quyết tâm, phải cố gắng tăng lên tu vi. Ninh Nguyệt Như mặc dù thủ đoạn khá là không tầm thường, dựa vào huyễn cửa tuyệt học, ít có thể đi thế gian các nơi, không người có thể dòm ra hắn chân thân chỗ. Nhưng lúc trước cổ huyền tôn chủ một đạo linh thể, nhưng là một mắt liền đem nàng hoàn toàn nhìn thấu, cái này cũng mang cho Đinh Nguyệt Như rất mạnh cảm giác bị áp bách. Không không thời không người, tựa hồ rất mạnh. Không chỉ như vậy, Đinh Nguyệt Như cổ huyền chuyến đi, vậy cảm nhận được liền sợ hãi trước đó chưa từng có, đó là ở nàng thủ đoạn mất hết sau đó, sâu đậm tuyệt vọng. Các lão đầu tử ngày xưa một mực đốc thúc ép ta tu hành, cũng không làm gì được được bổn cô nương thủ đoạn mà xóa bỏ. Nhưng lần này, ta quyết định muốn đền bù chưa đủ, mau sớm tăng lên tu vi. Diệp Thần nhìn trước mắt Đinh Nguyệt Như, cô gái nhỏ này thể chất tựa hồ rất là đặc thù, ở nàng trên mình, Diệp Thần không cảm giác được một chút nào thuộc về võ giả hơi thở. Ngươi, sẽ không phải là, chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo một đường. Diệp Thần dò xét tính hỏi, theo Đinh Nguyệt Như nhẹ khẽ gật đầu, hắn cũng là hoàn toàn khiếp sợ. Cho nên, ta phải đi về bế quan. Người theo ta cùng nhau. Ninh Nguyệt Như bị Diệp Thần hỏi một chút, mặc dù xấu hổ cúi đầu, nhưng giọng vẫn là 10 phần cứng rắn chịu đựng, mở miệng nói. Huyễn cửa bên trong, có một nơi phúc địa, có thể trong thời gian ngắn, tăng lên tu vi. Ninh Nguyệt Như giải thích, là ảo đạo tôn tháp, chỉ cần có huyễn đạo tôn tháp thực tập, ở nơi đó có thể bằng vào ảo ảnh suy diễn võ đạo, trong tháp một khắc, có thể để thế gian trăm ngày. Ngươi và thiên nữ quyết chiến cũng nhanh thôi. Nếu như tiến vào huyễn đạo tôn tháp, người phần thắng sẽ lớn rất nhiều. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời thân hình run lên, nếu thật cất ở đây vậy nghịch thiên vật, có thể làm thời không đình trệ, đối hắn mà nói, quả thật có chỗ tốt. Đại thế tranh, sắp mở, mặc dù không biết đã từng ở trên mình ngươi xảy ra chút gì, nhưng thiên huyền cảnh tu vi, quả quyết là không đủ. Trải qua cổ huyền chuyến đi, ta chẳng muốn lại an ổn làm một cái bẫy người ngoài, ở huyễn cửa phối hợp ăn chờ chết. Cái gọi là tiêu giao tự tại. Ninh Nguyệt Như nói tiếp. Huyễn đạo tôn tháp, lấy ta thực lực trước mắt, căn bản đánh không đi vào. Huyễn cửa bên trong huyễn đạo tôn tháp, bản chính là vì để cho trong môn thiên tài đột phá cổ trai mà tồn tại ở đây, cho nên vậy chỉ có tu luyện tới tầng thứ nhất định, mới có thể mở ra. Ninh Nguyệt Như thủ đoạn, ở đó huyễn đạo tôn tháp bên trong, bị toàn diện áp chế, nếu không có chiến lực cường đại tương trợ phá cuộc, nàng không cách nào tiến thêm. Như vậy dưới tình huống, cho dù Đinh Nguyệt Như muốn xông huyễn đạo tôn tháp, sợ rằng đều là hữu tâm vô lực, bởi vì nàng căn bản không đánh lại. Huyễn đạo tôn trong tháp có một loại tên là mộng huyễn đạo trận pháp, ta từng nghe huyễn đạo tôn trong tháp một ít trưởng lão nói tới qua, trận này chính là huyễn đạo tôn tháp chủ thành danh một trong thủ đoạn, uy lực mạnh mẽ, nếu là có thể nắm giữ trận này, chúng ta đem có thể nắm trong tay huyễn đạo tôn tháp, thậm chí có thể mượn dùng huyễn đạo tôn tháp trận pháp lực lượng. Lực lượng kia, tuyệt đối không kém gì không không thời không một ít lực lượng. Ta nói trong tháp một khắc, thế gian trăm ngày, cũng là căn cứ vào trận này thêm tới huyễn đạo tôn tháp bản thân lực lượng kỳ lạ tới. Ninh Nguyệt Như tiếp tục giải thích trước, cho nên ta dự định tiến vào huyễn đạo tôn trong tháp, tranh thủ hiểu mộng huyễn đạo trận, xem có thể hay không tìm ra phương pháp phá trận. Cái quyết định này, là Ninh Nguyệt Như trải qua cổ huyền bí cảnh sau đó làm ra, dẫu sao nàng là ảo cửa một thành viên. Tự nhiên có tư cách tiến vào huyễn đạo tôn trong tháp, nhưng chuyện liên quan đến xuất thân tánh mạng, một khi tiến vào trong tháp, đối mặt vốn là ảo ảnh mọc tùm vạn pháp thêu dệt, gặp phải nguy hiểm, liền sức tự vệ đều không hơn. Cho nên nàng mời Diệp Thần trợ trận, là tuyệt đối đem sau lưng giao cho hắn. Ta hiện tại có quá nhiều chuyện phải xử lý xong, ta tự nhiên sẽ viếng thăm huyễn cửa. Diệp Thần đáp ứng nói. Như vậy mời, Diệp Thần không có lý do cự tuyệt. Không chỉ là Diệp Thần, khi biết Đinh Nguyệt Như kế hoạch sau đó, Thái Thần cùng Giang Mị Âm các người, vậy đều rối rít đáp ứng. Dùng mấy người nói về, hôm nay Diệp Thần tu vi đặt chân thiên huyền cảnh tầng thứ 5, chân thực chiến lực lại có thể đối kháng tiên đế, nhưng đối mặt không không lúc nào không tử thần giáo đoàn và cái khác, cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Tiểu Kỳ Lân và Chu Uyên, theo ta hồi đan vực, chấp trưởng đế thị sau đó, ta đem lần nữa mở tổ điện, vậy thần môn sau lưng thế giới hỗn độn bên trong. Còn lưu có không ít cơ duyên. Thái Thần dặn dò, lấy hai người cảnh giới trước mắt,
ở chỗ này cũng không thực tế, ở lại đan vực, ngược lại thì có thể mượn đế thị lực lượng, lại đến hỗn độn, nơi đó đem sẽ có một phen mới thiên địa. Lại đến đan vực, cho dù là đế thị, cũng chỉ có thần phục con đường này có thể đi. Đúng rồi Diệp thần, vật này là cổ huyền bí cảnh ở giữa bảo vật, trừ ta yêu cầu món đồ kia, cũng cho ngươi. Thái thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất lạc một cái phong cách cổ xưa túi gấm cho Diệp thần. Diệp thần con ngươi híp lại, hơi quét mắt một phen, thần sắc có chút bất ngờ. Những thứ này ở giữa bất kỳ một người nào đối với thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên mà nói, đều là giá trị liên thành tu luyện vật. Bất quá Diệp thần cũng không cần những thứ này, còn không bằng để lại cho Chu Uyên và thái thần. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này đều không cách nào chữa trị hắn thương thế. Trải qua Lý Tuyệt Vân và Vô Thiên, cùng với cái này cổ huyền bí cảnh, hắn thương thế càng nghiêm trọng hơn. Dưới mắt, chỉ có cỏ thần có thể giúp mình. Cũng là thời điểm đi tìm cỏ thần. Thái thần tiền bối, vật này ta cũng không cần, liền lại để lại cho các ngươi. Diệp thần đem túi gấm trả lại cho thái thần. Thái thần muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái, xoay người mang Chu Uyên các người rời đi. Ninh Nguyệt Như nhìn một cái Diệp thần, cũng là nói, Diệp thần, người thương thế rất nặng, dưới mắt mau sớm chữa thương và xử lý sự việc đi, đừng quên ước định của chúng ta. Nhất định phải tới huyễn cửa. Nói xong, Ninh Nguyệt Như bóng người chính là tiêu tán. Diệp thần cái này mới phản ứng được, lúc đầu trước mắt Ninh Nguyệt Như vậy là ảo cảnh. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, vận dụng đại hoang trộm thiên thuật, trộm đi không gian, hướng thiên ngoại thiên một phương hướng đi. Diệp thần ca ca, người bị thương rất nặng, tới ta Thiên Thảo Sơn Trang, ta vì ngươi chữa trị. Còn chưa đến gần Thiên Thảo Sơn Trang, bỗng nhiên, một đạo ôn nhu thanh âm non nớt, truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Đó là Thảo Thần Thiên Tôn, xanh nhiên thanh âm. Diệp thần có chút bất ngờ, nhưng từ trong thanh âm, cỏ thần chỉ sợ sớm đã biết mình và Lý Tuyệt Vân cùng với Vô Thiên chuyện. Sợ rằng ở cổ huyền bí cảnh thời điểm, nàng một mực chờ mình. Chỉ bất quá cổ huyền bí cảnh ngăn cách rất nhiều thứ. Xanh nhiên muội muội, Diệp thần nghe được xanh nhiên thanh âm, nhất thời đại hỉ, trong lòng cũng là động một cái. Xanh nhiên là Thảo Thần Thiên Tôn, mà cỏ thần quyền bính, chính là trí khôn cùng sinh mạng đại biểu, có đặc biệt mạnh mẽ sinh mệnh lực. Diệp thần bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu như đạt được cỏ thần trị liệu, có lẽ là có thể khôi phục hết bệnh. Ừ, Diệp thần ca ca, người đến đây đi. Xanh nhiên ở đáp lại Diệp thần. Được, ta lập tức đi tới. Mau, đi Thiên Thảo Sơn Trang. Diệp thần ánh mắt nóng rực, lập tức hướng Thiên Thảo Sơn Trang bay đi. Hư không bể tan tành, rất nhanh, Diệp thần sẽ đến Thiên Thảo Sơn Trang bên trong. Thiên Thảo Sơn Trang mọi người, đã cảm giác được thiên cơ, biết Diệp thần bị cỏ thần triệu hoán, hơn nữa hôm nay Diệp thần, cũng có thể coi như là Thiên Thảo Sơn Trang trang chủ. Đám người đường hẻm cung nghênh Diệp thần, Dạ Lan và Trang Hải đi ra, thấy Diệp thần thương thế nghiêm trọng như vậy, cả người da lửa đốt đỏ, thậm chí mang điểm nám đen, không khỏi kinh hãi. Diệp thần đại ca, ngươi! Ngươi nhìn như thật là đáng sợ, chỉ có tiểu thảo thần đại nhân có thể cứu ngươi. Dạ Lan tràn đầy lo âu, và Trang Hải một trái một phải đỡ Diệp thần, hướng Thiên Thảo Sơn Trang bên trong đi tới. Còn chưa chết. Diệp thần cười một tí, bước chân vào Thiên Thảo Sơn Trang, liền cảm thấy tâm thần yên lặng, từng cơn thoải mái. Hắn đi tới Thiên Thảo Sơn Trang chỗ sâu, một phiến trên cỏ xanh. Trên bãi cỏ, lơ lửng một quyển thần quang sáng chói sách. Đó chính là Chí Khôn sách. Diệp thần đại ca, tiểu thảo thần đại nhân ở chờ ngươi. Dạ Lan chỉ vậy Chí Khôn sách, rồi sau đó liền cùng Trang Hải lui ra ngoài. Diệp thần gật đầu một cái, bình tĩnh tâm thần, đi tới Chí Khôn sách trước, đưa bàn tay nhẹ nhàng thả lên. Bàn tay một để lên, Diệp thần liền cảm thấy, một cổ bích lục trói lọi, mang mạnh mẽ Chí Khôn sức sống, từ Chí Khôn trong sách toát ra, đem hắn bọc lại. Ngay sau đó, Diệp thần cả người, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền bị truyền đến một chỗ. Đó là một cái vườn hoa, chính là tiểu thảo thần động thiên. Tiểu thảo thần xanh nhiên, đang vậy thiên thu tiền chạm trước, nàng thân thể non nớt, chỉ là một 7-8 tuổi bé gái, tướng mạo khí chất đều là vô cùng mềm yếu, phảng phất một hồi gió liền sẽ đem nàng thổi ngã, để cho người nhìn nàng một mắt, liền không nhịn được muốn ôm ở nàng thật tốt yêu thương vậy. Xanh nhiên muội muội. Diệp thần thấy tiểu thảo thần, biết bản thân có cứu,
nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp thần ca ca, người bị thương rất nặng. Tiểu thảo thần xanh nghiên đi tới, non nớt thân thể đỡ Diệp thần cánh tay, nhón chân lên khẽ vuốt ve mặt hắn bàng, ôn nhu nói. Ngươi ngủ một giấc thật ngon đi, đi ngủ, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy cũng sẽ chuyển biến tốt. Diệp thần nghe tiểu thảo thần xanh nghiên vậy nhu hòa thanh âm, chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng, rồi sau đó nhắm mắt lại, trầm trầm ngủ mê mang, rớt xuống đất. Tiểu thảo thần xanh nghiên ôm trước hắn thân thể, nhẹ giọng giọt thầm nói, yên tâm đi, đệ nhất cỏ thần tỷ tỷ sẽ chừng cứu ngươi. Lúc này, thiên thảo sơn trang chỗ sâu. Diệp thần ngủ mê man sau đó, thật giống như là một giấc mộng. Trong mộng, hắn cảm thấy có một cái ôn nhuyễn mịn màng thân thể, cùng hắn hòa vào nhau, hết sức đến gần. Hắn thật giống như thân ở đám mây, nhẹ bóng, cả người sảng khoái mà thoải mái, trước đó chưa từng có thỏa mãn. Ở cảnh trong mộng kia bên trong, bầu trời, cỏ xanh, mưa nhỏ, cây lớn, bay hoa, lông vũ, gió mát, mây trắng, đốm nhỏ mặt trăng, tất cả loại đẹp đồ tốt, cũng vần quanh ở Diệp thần bên người, phảng phất đều ở đây chúc phúc hắn. Hoảng hoảng hốt chờ tới giữa, Diệp thần cảm thấy có một cái rất mềm mại thiếu nữ, từ đầu đến cuối ở hôn vuốt ve hắn. Các loại ôn nhu, ngọt ngào, mát rượi, năng lượng dư thừa linh khí, dòng nước chảy nhập Diệp thần trong thân thể. Hắn bởi vì liên tục chiến đấu, phá hoại bị tổn thương nghiêm trọng thân thể, kinh mạch, mạch máu, đan điền, toàn bộ đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ, như khô héo mặt đất, lấy được mưa xuân bồi bổ, tóe ra mạnh mẽ sức sống. Cái này vui vẻ mộng, thật giống như kéo dài ước chừng một thế kỷ. Diệp thần khóe miệng mang thỏa mãn nụ cười, rồi sau đó từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt. Ngươi tỉnh. Một đạo kiều thúy uyển chuyển giọng nữ, truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Diệp thần mở mắt ra một cái, liền thấy một cô gái, cả người lại có thể không có gì cả, sáng bóng da thịt trắng nõn, đường cong dáng vẻ là lướt, hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt. Thiếu nữ mang nụ cười ôn nhu, đang nằm ở Diệp thần trong ngực, tay trắng nâng hương tai, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tò mò đánh giá Diệp thần. Diệp thần thất kinh, phát hiện mình cũng là hoàn toàn không mặc quần áo, và thiếu nữ da thịt tướng thiếp, lẫn nhau chính là trình độ cao nhất tiếp xúc. Ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lại thân ở trên một cây đại thụ. Một tấm dây leo biện thành lưới giường, treo ở thụ nha bên trong, phía trên trang sức đóa hoa xinh đẹp, ánh mặt trời từ lá cây trong khe hở xuyên thấu đi vào, tiếng gió xào xạc, chung quanh mười phần yên lặng, chỉ có côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Diệp thần và cô gái kia, liền thân thể trần truồng nằm ở cái này dây leo lưới trên giường. Nơi này là ta lãnh địa, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Thiếu nữ ôn nhu vừa tò mò ngắm nhìn Diệp thần, cười nói. Diệp thần cúi đầu vừa thấy, thì phát hiện mình hoàn toàn không thấy được mặt đất, hắn chỗ ở cây lớn, đặc biệt khỏe mạnh cao lớn, nối thẳng thương khung. Ở Diệp thần bốn phía, có mây trắng nhấp nhô, dõi mắt nhìn lại bên ngoài mây khói như biển, đặc biệt nguy nga. Cây này, là thế giới thụ, ngươi là thảo thần thiên tôn. Ngươi làm sao trưởng thành? Diệp thần kinh ngạc không dứt, hắn nhận được bụi cây này cây lớn, chính là trong truyền thuyết sớm bị chặt đứt thế giới thụ. Mà hắn thiếu nữ trước mắt, dung mạo nhìn như hết sức quen thuộc, nhất định chính là sau khi lớn lên thảo thần thiên tôn, liền nhân quả hơi thở đều là tương thông. Diệp thần theo bản năng liền lấy là, cô gái này, chính là thảo thần thiên tôn. Hi hi, người đã đoán đúng, nhưng lại đoán sai rồi. Ta kêu Tử Lan. Là xanh nghiên muội muội cầm ngươi đưa tới, ta gặp ngươi thương thế như thế nghiêm trọng, liền dùng ta thân thể, vì ngươi chữa thương, ngươi có thể khôi phục chút ít sao? Ta vốn đang lấy là, ta thân thể sẽ có nghiêm trọng tiêu hao, nhưng không nghĩ tới, ngươi luân hồi huyết mạch nhưng phụng dưỡng lại liền ta, hì hì, ta có thể phải cảm ơn ngươi. Ta là thảo thần thiên tôn, nhưng không phải thế hệ này cỏ thần, ta là đệ nhất cỏ thần, ngươi tu luyện thanh liên đúc thánh pháp, chính là ta tự tay sáng tạo. Ngươi thiên phú lợi hại nha, vậy thanh liên đúc thánh pháp, liền chính ta đều không thể luyện thành, ngươi lại có thể luyện thành, a. À. Lợi dụng phân thân tu luyện, ngược lại là một cái tốt vô cùng phương pháp, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ngươi ngược lại là dẫn dắt liền ta, nhưng, à, thôi, dù sao hiện tại ta cũng không sẽ lại đi tu luyện. Thiếu nữ liên tiếp nói rất nhiều, trong con ngươi thần sắc biến hóa, tạm thời cao hứng, tạm thời ôn nhu, tạm thời kích động.
nói xong lời cuối cùng lại có chút thương cảm. Ngươi là đệ nhất thảo thần thiên tôn. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu nữ. Là ta, hì hì, lần đầu gặp mặt, ngươi khỏe nha, luân hồi chi chủ. Tự xưng kêu Tử Lan thiếu nữ, nằm ở Diệp Thần trên mình, ôm cổ hắn, cúi đầu hôn hắn một hơi. Diệp Thần một hồi kinh ngạc thất thần, cảm ứng thân thể một chút, phát hiện thân thể mình bên trong, nguyên bản vô cùng nghiêm trọng, vô cùng khủng bố, đủ để muốn mạng hắn thương thế, giờ phút này lại có thể thần kỳ hoàn toàn khôi phục. Hắn trong kinh mạch mặt, mơ hồ chảy xuôi lau một cái đạm đạm màu xanh lá cây chói lọi, đó là tinh thuần nhất cỏ cây sinh mạng nguyên khí, bên trong mang theo đệ nhất cỏ thần chúc phúc. Diệp Thần dưới bàn tay ý thức sờ một tí thiếu nữ Tử Lan tơ lụa vậy ra thịt, nhìn nàng vậy nóng rực ánh mắt, cũng biết mình đang ngủ mộng bên trong, đã đạt được thân thể nàng ân cần săn sóc, hai người xảy ra vô cùng là quan hệ thân mật. Tử Lan là đệ nhất thảo thần thiên tôn, trong thân thể nàng hàm chứa mạnh mẽ cỏ cây sinh mạng linh khí, đã chữa hết Diệp Thần thương thế. Người tốt, Tử Lan cô nương, đa tạ ngươi. Diệp Thần vẫn có chút mê mang, nhẹ nhàng đem Tử Lan đẩy ra, rồi sau đó linh khí vận chuyển, cắt mưa gió là xiêm áo, khoác lên mình và Tử Lan trên mình. Ngươi không thích ta sao? Tử Lan giọt cục cục một tiếng, nhìn Diệp Thần nói. Không, không phải, tóm lại, đa tạ. Ta là không nghĩ tới, lúc đầu trong truyền thuyết đệ nhất cỏ thần, lại còn sống. Diệp Thần lúc này đã phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tí, chắp tay hướng Tử Lan nói cảm ơn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể cùng đệ nhất cỏ thần, xảy ra quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc đầu đệ nhất cỏ thần còn sống. Đã từng là đệ nhất cỏ thần, thần uy so với nham thần thiên tôn còn lợi hại hơn, xưng bá liền vô cùng là rất dài kỷ nguyên. Vị này đã từng chư thiên duy nhất bá chủ. Giờ phút này, đang dùng ẩn tình đưa mắt, lại tràn đầy hứng thú ánh mắt hiếu kỳ, nhìn Diệp Thần. Đừng nhìn như vậy ta, cảm giác ngươi tùy thời muốn ăn ta như nhau. Diệp Thần đong đưa lắc đầu nói. Hi hi, thật ra thì ta đã ăn ngươi. Tử Lan rất dí dỏm cười một tí, thân thể mềm mại hướng Diệp Thần đến gần liền một ít. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, thân thể có chút nóng lên, đổi chủ đề nói, xanh nghiên muội muội đâu. Tử Lan nói, nàng ở bên ngoài, người chớ vội đi mà, lại cùng ta trò chuyện một chút. Diệp Thần nói, trò chuyện cái gì? Tử Lan nói, liền trò chuyện một chút, nếu như đem người tới, thật chấp trưởng luân hồi đỉnh, người muốn thành lập một cái như thế nào thế giới, muốn thành lập như thế nào trật tự. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tử Lan thần sắc đàng hoàng đứng lên, không còn là cười đùa hí hửng hình dáng, vậy tinh khiết trong suốt trong tròng mắt, lại lộ ra một chút phức tạp thần sắc. Diệp Thần cảm thấy nàng ánh mắt bên trong, dường như ư lại mang một chút đau khổ ý, thật giống như có cái gì thảm đạm đi qua. Muốn thành lập như thế nào thế giới, cái vấn đề này, ta còn không biết. Ta trước kia ý nghĩ, là muốn thành lập một cái luân hồi thiên quốc, ta làm nắm giữ, quyết định quy tắc, thiện giả có thể được ta ban phúc, làm ác người đem tiếp nhận thẩm phán, vạn vật ở luân hồi trật tự chung sinh sinh không ngừng. À, cái này ý nghĩ, thật ra thì còn 10 phần đơn sơ, ta rất ít suy nghĩ những thứ này vấn đề, bởi vì còn không cần thiết. Muốn kết thúc hỗn loạn, thành lập chân chính cuối cùng trật tự, ít nhất phải trở thành chư thiên bá chủ mới được. Mà ta hiện tại, liền không không lúc nào không đều không từng bước vào, còn nói gì thành tựu bá chủ. Diệp Thần cũng là rất nghiêm túc trả lời, ánh mắt rất trong quả quyết, không có chút nào mê mang. Hắn không hề chấp niệm, những thứ này hư không mờ mịt vấn đề, nếu như muốn quá nhiều, nhất định sẽ mê loạn đạo tâm. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng. Hiện tại Diệp Thần phải làm, là không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu, đem địch nhân trước mắt giải quyết hết nói sau. Tử Lan nhìn Diệp Thần kiên định đạm như vậy ánh mắt, tựa hồ bị xúc động, yếu ớt nói, phải không? Ngươi tâm cảnh thật tốt, ta thì không được. Diệp Thần cau mày nói, thế nào, Tử Lan cô nương? Hắn gặp Tử Lan ở nói tới những vấn đề này thời điểm, giữa trán rõ ràng có ứ động ý. Cái này cổ khí sắc, Diệp Thần ở tiểu thảo thần xanh nghiên trong mắt, vậy xem qua tương tự. Tiểu thảo thần xanh nghiên, bề ngoài là cái 7-8 tuổi bé gái, nhưng nàng ánh mắt, có lúc sẽ tiết lộ ra một cổ bể dâu thê lương thần thái. Đó là đối thế giới bản chất suy tính, nhưng không có được đáp án thống khổ. Hiện tại Tử Lan chán tới giữa, cũng có thống khổ ứ động, nàng rõ ràng vậy không có được đáp án.
Tử Lan khẽ vuốt ve thế giới thụ thân cây, yếu ớt nói, đã từng, ta thành lập một cái khổng lồ thế giới, thống ngự chư thiên thời không. Ở ta thống trị kỷ nguyên thời đại, thế gian không người dám gọi tôn, không người dám nói vô địch, bởi vì là chân chính chí tôn bá chủ, chân chính vô địch, chỉ có ta một người. À, không đúng, thời đại kia, hẳn còn có một người, có thể cùng đỉnh cấp thời điểm ta so sánh, thậm chí vượt qua. Đó chính là Nguyên Thiên Đế. Ha ha, bất quá khi đó, Nguyên Thiên Đế muốn theo dõi tinh không bờ bên kia bí ẩn, bị trọng thương, rơi vào ngủ say, ta một lần lấy là hắn chết. Ở nói tới chuyện cũ thời điểm, Tử Lan trong mắt bên trong, ẩn nhiên có chí tôn nữ đế vậy thô bạo hiển lộ. Đó là ngày xưa nàng giết hại vô số, xưng bá chư thiên nuôi đi ra ngoài hơi thở, đến ngày hôm nay còn có một chút uy nghiêm lưu lại, làm người ta tin quý. Diệp Thần cũng không nghi ngờ, Tử Lan đỉnh cấp thời điểm thực lực. Bởi vì nàng chính là đệ nhất cỏ thần, đản sanh vu hỗn độn lúc ban đầu mở ra ra thế giới, là thế gian trừ Nguyên Thiên Đế ra, duy nhất một gặp qua sáng thế thanh liên người. Nàng trong huyết mạch mặt, có sáng thế thanh liên nơi ân cần săn sóc ra linh khí, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, có thể xưng bá kỷ nguyên, thành tựu chí cao, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Ta xưng bá sau đó, mắt gặp chư thiên giết hại không nghỉ, sinh linh chịu hết khổ sở, liền muốn thành lập một cái không có phân tranh, không có chiến loạn, không có giết hại thế giới, hơn nữa muốn chúng sanh bình đẳng, cường giả không thể lại khi dễ tên yếu cũng có sinh tồn quyền lợi. Ta gieo thế giới thụ, cũng đem rễ cây cùng xúc tu kéo dài đến chư thiên mỗi cái xó xỉnh, ta có thể thấy tất cả người nội tâm ý tưởng, chỉ cần có người có tranh đấu chi tâm, ta liền biết cảnh cáo bọn họ. Ta ý chí đi đôi với thế giới thụ, bao trùm chư thiên, ta rốt cuộc thành lập một cái chúng sanh bình đẳng, không có tranh đấu thế giới. Tử Lan lẩm bẩm nói nhỏ, ngước nhìn thế giới thụ cành lá, ánh mắt một hồi mê ly. Bụi thế giới thụ này, ký thác nàng lúc ban đầu tốt đẹp tâm nguyện, là muốn bình định thiên hạ, làm chúng sanh bình đẳng, không hề bị đến bất kỳ lấn áp thống khổ tâm nguyện. Thấy mỗi cái người nội tâm ý tưởng sao? Giỏi lắm! Diệp Thần khen ngợi một tiếng, nhưng khóe miệng vậy mang một nụ cười khổ ý. Nếu như để cho hắn lựa chọn, hắn khẳng định chẳng muốn cuộc sống ở Tử Lan thống trị thời đại. Bởi vì mình nội tâm ý tưởng, tùy thời bị người nhìn thấu, đó cũng không phải là cái gì khoái trá sự việc. Tử Lan nghe Diệp Thần khen ngợi, nhưng là buồn bã cười một tiếng, nói ta giỏi lắm sao. Nhưng, ở ta nơi thống trị thời đại, ta con dân, nhưng qua được cũng không sung sướng. Ta lấy là, ta thành lập được một cái chúng sanh bình đẳng, không có phân tranh thế giới, bọn họ sẽ rất vui vẻ, nhưng ra ý ta liêu, phần lớn người đều là buồn buồn không vui. Bọn họ ngược lại trách ta, đi theo dõi bọn họ nội tâm. Diệp Thần trần chờ một tí, nói, ngươi không đi qua người khác đồng ý, đi theo dõi người khác nội tâm, cuối cùng là không tốt. Tử Lan tranh cãi nói, nhưng mà, ta là vì bọn họ được a. Diệp Thần nán lại một tí, lắc lắc đầu nói, cái này không phải lý do. Tử Lan cúi đầu lẩm bẩm nói, phải không, ta rõ ràng là vì bọn họ tốt, bọn họ tại sao không chịu lĩnh tình đâu. Cũng không biết cảm kích, ta khi đó rất là thương tâm. Ta làm hết thảy, cũng là vì ta con dân, nhưng cho tới bây giờ không cảm kích ta, ngược lại muốn âm mưu phản bội, đem ta lật đổ. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ta đem ẩn bên trong người phản bội, toàn bộ giết sạch, ta cũng không muốn giết người, nhưng ẩn bên trong uy hiếp, sẽ ô nhiễm thế giới thụ căn cơ, ta phải thanh trừ. Nhưng, sau đó phản đối người ta, càng ngày càng nhiều, đã giết không xong. Nói xong lời cuối cùng, Tử Lan thần sắc 10 phần đau khổ không biết làm sao, nàng hiển nhiên không hề muốn tàn sát nàng con dân, nhưng vì duy trì thế giới thụ tinh khiết, cũng chỉ có thể động thủ. Chỉ là, coi như nàng thống hạ sát thủ, cũng giết không xong người phản đối, bởi vì phản kháng nàng người thực ra quá nhiều. Diệp Thần thần sắc hơi động, nói cho nên, người cuối cùng vẫn bị đánh đổ. Tử Lan gật gật đầu nói, đúng vậy. Bọn họ giết chết ta, đem ta thi thể đạp bể, cũng chặt đứt thế giới thụ. Những chuyện này, đã qua rất nhiều năm, ta đại khái vậy nghĩ thông suốt một ít. Diệp Thần hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Tử Lan than thở một tiếng, nói, nhân tâm là cõi đời này phức tạp nhất đồ, coi như ta cuối cùng trí khôn sách nơi có biến hóa, cũng không cách nào thấy rõ tất cả người nội tâm thế giới. Luân hồi chi chủ, người đã chặt đứt tim gông xiềng, người có lẽ có thể hút lấy ta dạy bảo. Thành lập một cái hoàn mỹ hơn thế giới đi.
Nói xong lời cuối cùng, Tử Lan hướng về phía Diệp Thần, triển lộ ra một cái trấn an thanh thuần nụ cười. Tử Lan đã từng thành lập một cái sai lầm thế giới, nàng cuối cùng bị nàng con dân tự tay giết chết, nàng chẳng muốn Diệp Thần nặng hơn đạo nàng vết xe đổ. Diệp Thần vậy mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái tướng mạo thanh thuần, ăn mặc vinh dự thiếu nữ, bị một đám du côn, từ thần tọa trên kéo xuống, sau đó bị sống sờ sờ giết chết. Cô gái kia chính là năm đó Thảo Thần Thiên Tôn Tử Lan. Tử Lan có sáng thế thanh liên che chở, ở đó trận bạo loạn sau này, nàng may mắn lưu lại một tia tàn hồn, cũng một mực sống sót đến ngày hôm nay. Chỉ bất quá, nàng trải qua như vậy biến cố, đã hoàn toàn hết hy vọng, lại nữa giao thiệp với trong thế gian phân tranh, đem mình quyền bính truyền ra ngoài, cho đến ngày hôm nay. Tốt lắm, Luân Hồi Chi Chủ, cảm ơn ngươi cùng ta trò chuyện như thế nhiều, thật ra thì những chuyện này, ta kém không nhiều đã buông xuống, dẫu sao đều đi qua lâu như vậy. Ngươi sau này có thời gian mà nói, có thể lại tới ta lãnh địa, cùng ta trò chuyện một chút. Nhưng, trước đó nói xong, ta là sẽ không lại giao thiệp với trong thế gian nhân quả, lần này giúp ngươi chữa thương, là bởi vì là Sanh Nghiên muội muội thỉnh cầu. Hơn nữa, ngươi là thế gian duy nhất một, luyện thành thanh liên đúc thánh pháp người, ta vậy không muốn nhìn thấy ngươi chết. Tử Lan ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là mang vẻ tán thưởng. Bởi vì, Diệp Thần làm được nàng cũng không làm được sự việc, đó chính là, luyện thành thanh liên đúc thánh pháp, lấy này đúc ra một cái thanh liên phân thân. Nàng cứu Diệp Thần, cũng là bởi vì là Diệp Thần luyện thành thanh liên đúc thánh pháp, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thần bỏ mình. Bất quá, người thanh liên phân thân, gặp phải nghiêm trọng phá hoại, muốn chữa trị nói, sợ rằng cũng không dễ dàng, người đi hỏi một chút Sanh Nghiên muội muội. Tử Lan nói, Diệp Thần trong lòng rét một cái, thần thức dò xét thanh liên phân thân, liền thấy vậy thanh liên phân thân, tràn đầy nám đen đả thương dấu vết, làm tổn hại 10 phần nghiêm trọng. Trước đây, Diệp Thần lợi dụng thanh liên phân thân, triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, vậy để cho thanh liên phân thân được to lớn tác dụng phụ. Hắn có Tử Lan thân thể bồi bổ, tự thân thương thế nguyên khí đã khôi phục, thế nhưng thanh liên phân thân, trạng thái còn đặc biệt gay gâu. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, Sanh Nghiên muội muội sẽ giúp ngươi. Tử Lan ánh mắt mang theo nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má. Hạ một sát, Diệp Thần liền cảm thấy, chung quanh không gian vặn vẹo, đầu một hồi trời đất quay cuồng, người rời đi Tử Lan lãnh địa, lần nữa trở lại Tiểu Thảo Thần Sanh Nghiên lãnh địa. Lúc đầu Tử Lan lãnh địa, ngay tại Tiểu Thảo Thần Sanh Nghiên bên trong lãnh địa bộ, là giới trung giới. Diệp Thần ca ca, người thương thế xong chưa? Sanh Nghiên thấy Diệp Thần đi ra, nhất thời mặt đầy vui mừng. Ừ, đều tốt, đa tạ các ngươi. Diệp Thần cười nói, nhớ tới Tử Lan vậy tơ lụa vậy bóng loáng da thịt, không mảnh vải che thân trắng như tuyết thân thể, hắn tâm lý vẫn là có chút ảo mộng vậy cảm giác. Rồi sau đó, Diệp Thần bỗng nhiên lại bắt được một hồi to lớn nguy cơ. Tiểu Thảo Thần Sanh Nghiên lãnh địa, cùng Thiên Thảo Sơn Trang địa mạch tương thông, từ nàng lãnh địa bên trong, có thể thấy rõ Thiên Thảo Sơn Trang cảnh tượng. Diệp Thần liền thấy, Thiên Thảo Sơn Trang ra, tiếng sấm ầm, khí lưu sôi trào nổ ầm, từng đạo cường đại bóng người, mang ngút trời ma khí, ùn ùn kéo đến, gào thét tới. Cầm đầu, tổng cộng có 3 người, một cái là Ma Tổ Vô Thiên, một cái là Lý Tuyệt Vân. Còn có một cái, là cái cả người đeo đầy đầu lâu quỷ dị ông già, chính là Di La Cung cung chủ Mang Thiên La. Ma Tổ Vô Thiên bọn họ tới, muốn tới đuổi giết ta. Diệp Thần mặt liền biến sắc, liền thấy Ma Tổ Vô Thiên, Mang Thiên La, Lý Tuyệt Vân 3 người, sau lưng dẫn chi chít cường giả, có chừng vạn người đám người, vây quanh đem Thiên Thảo Sơn Trang vây quanh. Xem ra mình ở cổ huyền bí cảnh thời điểm, bọn họ vẫn không có buông tha. Thiên Thảo Sơn Trang rất nhiều các đệ tử, cảm nhận được ngoại giới thay đổi, đều là kinh hãi. Diệp Thần, cút ra đây chịu chết đi. Ma Tổ Vô Thiên hạ xuống đến Thiên Thảo Sơn Trang bầu trời, hào hùng ma uy bao phủ đi xuống, rung động người tâm thần. Ta ra đi lĩnh hội hắn cửa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lúc này sử dụng phù sinh tuyệt mệnh. Cái này phù sinh tuyệt mệnh, là khắc chế Ma Tổ Vô Thiên huyết mạch binh khí, trước mắt đang Diệp Thần trong tay. Thậm chí trước đây còn như có linh tính, nhận hắn làm chủ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng phát hiện, phù sinh tuyệt mệnh linh khí hao tổn nghiêm trọng, mũi nhọn ám đạm liền rất nhiều.
Thậm chí, ở phù sinh tuyệt mệnh nội bộ, còn có một chút đặc thù máu tươi đóng dấu, mang nồng đậm ma khí. Đó chính là ma tổ vô thiên máu tươi đóng dấu. Ma tổ vô thiên trước đây bắt được phù sinh tuyệt mệnh thời điểm, liền một mực muốn nhỏ máu nhận chủ, bất quá gặp phải thanh binh khí này hết sức kháng cự. Phù sinh tuyệt mệnh còn ở kháng cự ma tổ vô thiên máu tươi đóng dấu, linh khí hao tổn 10 phần nghiêm trọng, lúc này không cách nào vận dụng. Tiểu thảo thần xanh nhiên thấy vậy, nói thanh binh khí này linh khí tựa hồ hao tổn nghiêm trọng, không thể lấy thêm tới dùng, nếu không có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa, Diệp thần ca ca, người thương thế mới vừa khôi phục, hiện tại không thích hợp lập tức chiến đấu, nếu không đối thân thể ngươi không tốt. Diệp thần ánh mắt nghiêm nghị không sợ, nói, nhưng địch nhân đã giết tới cửa, há có thể lùi bước. Nếu phù sinh tuyệt mệnh tạm thời không cách nào vận dụng, Diệp thần trước hết đem binh khí thu, lấy ra luân hồi thiên kiếm, giữa trán tràn đầy chiến ý. Tiểu thảo thần xanh nhiên vội vàng kéo hắn tay, nói, Diệp thần ca ca, ngươi không nên vọng động, ta có thể ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ tiến vào sơn trang. Nói xong, tiểu thảo thần ánh mắt xuyên thấu hư không, cả người hiện ra màu xanh biếc chói lọi, một chút thần minh ý chí, hạ xuống đến thiên thảo sơn trang bên trong. Rào! Nhất thời, cả tòa thiên thảo sơn trang, bao phủ ở một phiến bích lục thần quang bên trong, kỳ tích vậy hình ảnh xuất hiện, từng bụi đại thụ che trời nhô lên, hóa thành vạn trượng cao, cắm thẳng vào trời vân tiêu. Vô số bụi cây đại thụ che trời, biểu dương ra thần linh uy nghiêm, đem thiên thảo sơn trang bảo vệ được. Tiểu thảo thần đại nhân hiển linh. Thiên thảo sơn trang các đệ tử, thấy vậy từng bụi nhô lên gỗ lớn cây lớn, ngạc nhiên mừng rỡ hô kêu. Ma tổ vô thiên, Lý Tuyệt Vân, mang thiên la các người, thấy trước mắt cây lớn bảo vệ, đều là mặt liền biến sắc. Suy, ma tổ vô thiên một kiếm vung ra, đủ để tan biến tinh không hắc ám kiếm khí. Đi về trước chém tới, lại không có thể chặt đứt bất kỳ một cây đại thụ, chỉ ở trên thân cây lưu lại nhàn nhạt vệt trắng. Là thế giới thụ chúc phúc. Ma tổ vô thiên gương mặt trầm xuống, ra lại một kiếm, thậm chí hỗn hợp thiên ma tinh hải dơ bẩn hơi thở, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào, vừa không có thể chặt đứt cây cối, vậy không có thể đem ô nhiễm. Đây chính là thảo thần thiên tôn lực lượng sao? Lý Tuyệt Vân vậy thử nghiệm khua kiếm chém ra, thời gian pháp tắc nổ tung. Như muốn phai mở tinh không, lại không có thể chặt đứt bất kỳ một bụi cây cối. Hắn là thật sâu cảm nhận được liền cỏ thần lợi hại. Tuy nói thảo thần thiên tôn, ở chín thần bên trong, là nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng đối với bọn họ những thứ này thế giới hiện thật người mà nói, vẫn là không thể với cao tồn tại. Mang thiên la lạnh lùng nói, đừng hoảng hốt, nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, cỏ thần ý chí, duy trì không được bao lâu, chúng ta tiếp tục vây khốn cái này thôn trang. Ta cũng không tin luân hồi chi chủ không ra. Lập tức, mang thiên la, ma tổ vô thiên, Lý Tuyệt Vân ba người, tiếp tục dẫn người vây khốn thiên thảo sơn trang, cũng phong tỏa chung quanh hư không, ngăn cách người bất kỳ chạy trốn. Xanh nhiên muội muội, ngươi không ngăn được bọn họ bao lâu chứ? Ta đi ra ngoài chiến đấu, giao cho ta đi. Diệp thần gặp xanh nhiên tùy bày ra đặc thù cấm pháp, lấy cây lớn làm trận, ngăn trở ma tổ vô thiên đám người bước chân. Nhưng cái này vậy ngăn trở, rõ ràng không thể duy trì thời gian quá dài. Diệp thần thương thế nguyên khí đã khôi phục, liền muốn đi ra ngoài tác chiến. Nơi này dẫu sao là thiên thảo sơn trang, hắn chiếm hết thiên thời khí vận ưu thế, chân quyết cuộc chiến nảy lên tới, hắn có to lớn phần thắng. Không muốn, Diệp thần ca ca, người mới vừa phục hồi như cũ, không thể động thủ. Hơn nữa, muốn chân chính đối phó ma tổ vô thiên mà nói. Tốt nhất là dựa vào phù sinh tuyệt mệnh. Xanh nhiên nắm chặt Diệp thần cánh tay, không để cho hắn đi ra ngoài tác chiến, bởi vì quá nguy hiểm. Muốn đối kháng ma tổ vô thiên, tốt nhất là dùng phù sinh tuyệt mệnh. Phù sinh tuyệt mệnh linh khí hao tổn, hôm nay sợ rằng khó mà vận dụng. Diệp thần cau mày nói. À, ngươi đi một chỗ, tìm một cái kêu hải đường linh mẫu người, nàng từng nhận ta chiếu cố, nàng có biện pháp, có thể khôi phục phù sinh tuyệt mệnh linh khí. Cũng xua tan thanh binh khí này bên trong, ma tổ vô thiên lưu lại ý chí. Còn nữa, người thanh liên phân thân bị thương nghiêm trọng, nếu là mời hải đường linh mẫu xuất thủ, có lẽ cũng có thể khôi phục. Tiểu thảo thần xanh nhiên trầm ngâm một tí, chính là kêu Diệp thần đi tìm một cái kêu hải đường linh mẫu người. Cái này hải đường linh mẫu là ai, có bản lãnh lớn như vậy? Diệp thần lấy làm kinh hãi, bất kể là khôi phục phù sinh tuyệt mệnh,
vẫn là khôi phục Thanh Liên phân thân, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng tiểu thảo thần xanh nhiên lại nói, cái đó hải đường linh mẫu, có thể làm được cái này hai điểm. Bất kể là phù sinh tuyệt mệnh, vẫn là Thanh Liên phân thân, đối Diệp thần mà nói, tác dụng đều là 10 phần to lớn, tuyệt không thể bỏ qua. Ta cho ngươi tọa độ, ngươi đi hải đường tiên đảo tìm nàng. Tiểu thảo thần xanh nhiên đưa ra tay non nớt, bắn ra một đạo linh quang, đánh vào Diệp thần trong đầu. Một cái bí ẩn tọa độ, liền truyền vào Diệp thần đầu óc. Đó là hải đường linh mẫu sở tại, hải đường tiên đảo tọa độ, cũng ở đây thiên ngoại thiên bên trong. Không được, xanh nhiên muội muội, đại địch trước mặt, ta làm sao có thể bỏ hạ ngươi đi. Diệp thần lắc đầu một cái, ánh mắt kiên quyết, nhưng cũng không chịu dễ dàng rời đi. Bởi vì, hắn biết, địch nhân bên ngoài, không một cái là dễ đối phó. Trừ ma tổ vô thiên và Lý Tuyệt Vân bên ngoài, còn có một cái mang thiên la, đây chính là Di La Cung cung chủ, đã từng ngăn chặn Pháp Hoa Tôn giả phi thăng tồn tại, thực lực thập phần cường đại. Tiểu thảo thần xanh nhiên mặc dù là chín thần một trong, nhưng ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, nàng không thể nào chấn đè ép được ma tổ vô thiên các người. Diệp thần ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh đi, chờ ngươi khôi phục phù sinh tuyệt mệnh, lại tu bổ Thanh Liên phân thân, ngươi trở lại cũng không muộn. Tiểu thảo thần xanh nhiên biến dạng hư không, một cái vết nứt không gian xuất hiện, nàng đem Diệp thần đẩy vào, cố ý muốn đưa đi hắn. Mặc dù ma tổ vô thiên các người phong tỏa thiên thảo sơn trang không gian, nhưng hiển nhiên không cách nào hạn chế xanh nhiên. Xanh nhiên muội muội, Diệp thần kêu một tiếng, muốn để lại chiến đấu, nhưng tiểu thảo thần xanh nhiên cố ý muốn đưa đi hắn, hắn vậy không thể làm gì. Qua lại không gian, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp thần đã bị truyền tống đến một phiến hoang không bóng tối trong hư không. Bấm ngón tay tính toán, Diệp thần liền phát hiện, mình còn ở thiên ngoại thiên thế giới. Có thể rõ ràng bắt được hải đường tiên đảo tọa độ. Đó là tiểu thảo thần xanh nhiên nói, hải đường linh mẫu địa phương. Cái đó hải đường linh mẫu, rốt cuộc là người nào, có như thế thần thông quảng đại. Vì sao ta niệm đến nàng danh hiệu, luân hồi mộ địa mơ hồ khác thường động. Diệp thần nhướng mày một cái, liền cảm thấy mình ở niệm đến hải đường linh mẫu thời điểm, luân hồi mộ địa lại có thể xuất hiện một chút dị động, thật giống như có cái gì mới mộ bia sắp bị mở ra. Thôi, vậy ta liền trước đi một chuyến hải đường tiên đảo. Nếu như cái này hải đường linh mẫu, thật có thể thay ta khôi phục phù sinh tuyệt mệnh và Thanh Liên phân thân, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp thần trong lòng nghĩ như vậy, lập tức biến dạng hư không, phong tỏa tọa độ, đi hải đường tiên đảo. Rào. Hư không qua lại, Diệp thần rất nhanh đi tới một phiến linh khí hòa hợp địa phương. Đây là một tòa thật to bầu trời hòn đảo, trôi lơ lửng ở trong hư không. Tách thả ra tiên quang, vô số thủy ải vần quanh, từng cái thần bí quy luật như thác vải rủ xuống, hòn đảo trên mọc đầy hoa hải đường, tỏa ra ánh mặt trời, hòa hợp hơi nước hóa thành cầu vồng, lộng lẫy vô cùng. Ở hòn đảo bầu trời, lại mơ hồ có màu tím phượng hoàng khí tượng lững lờ, ngửa mặt lên trời hí, phượng hót tiếng tiếng càng vô cùng, vang động núi sông, nếu như minh bội hoàn, đáng địch nhân tim trần. Nơi này chính là hải đường tiên đảo liền sao? Diệp thần ánh mắt híp lại, nhìn cái đảo này đảo nhỏ, khó hiểu tới giữa, lần nữa cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra dị động, một khối mả mới bia đang run rẩy. Lại có tân đại năng sắp xuất thế. Vị này tân đại năng, cùng cái này hải đường tiên đảo, có loại nào đó nhân quả liên lụy. Diệp thần trong lòng động một cái, rất là tò mò, lúc này liền hướng hải đường tiên đảo bay đi. Làm hắn đến gần hải đường tiên đảo. Liền có mấy cái tiên nữ vậy minh lệ cô gái bay ra, một người trong đó kêu lên. Đứng lại, hải đường tiên đảo nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đến gần. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, tại hạ Diệp thần, phụng thảo thần thiên tôn mệnh lệnh, muốn cầu gặp hải đường linh mẫu. Vậy mấy cô gái, nghe được Diệp thần danh hiệu, đều là kinh hãi, lên tiếng trước nhất phụ nữ kia nói, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp thần nói, đúng vậy. Phụ nữ kia nói, mau vào đi, liền dẫn Diệp thần nhập đảo. Diệp thần gật đầu một cái, sải bước vào hải đường tiên đảo bên trong, có thị nữ trở về hướng chủ nhân truyền đạt. Chỉ chốc lát sau, hoa hải đường bay lượn, nhang phong lưu chuyển, phượng hót bội hoàn, tiên đế ánh sáng ở phương xa tách thả ra, một đạo ung dung hoa lệ bóng người, trôi ra tới, xem hình dáng chính là biển đường tiên đảo chủ nhân, hải đường linh mẫu,
Cái này hải đường linh mẫu, dáng vẻ thướt tha, linh lung phù lồi, tướng mạo đoan trang, nhưng ánh mắt hơi có vẻ che lấp, cho người một cổ bất cận nhân tình, từ chối người từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Diệp thần thấy cái này hải đường linh mẫu, liền cảm thấy nàng con mắt hết sức quen thuộc, thật giống như ở nơi nào thấy qua. À, ngươi là Minh Đô nữ vương. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lập tức nhận ra. Trước đây ở Thiên Thảo Sơn Trang, có một cái áo bào đen người phụ nữ, muốn cướp đoạt Chí Khôn sách, nhưng bị Diệp thần đánh lui. Cái đó áo bào đen người phụ nữ, chính là Minh Đô nữ vương, lúc ấy khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hiện tại Diệp thần thấy hải đường linh mẫu ánh mắt, lập tức liền có thể xác nhận, nàng chính là lúc ấy cái đó áo bào đen người phụ nữ, đã từng nham thần thiên tôn tín đồ, Minh Đô nữ vương. Diệp thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu tiểu thảo thần xanh nghiên kêu hắn tìm kiếm hải đường linh mẫu, lại chính là đã từng Minh Đô nữ vương. Ha ha, là ta, Diệp thần, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Hải đường linh mẫu lạnh đạm cười một tiếng, thần sắc mười phần hờ hững. Hoặc là nói, nàng tính tình, có thể chính là cái này cô độc lạnh nhạt hình dáng, bất cận nhân tình. Chung quanh bọn thị nữ, ở hải đường linh mẫu trước mặt, đều là cúi đầu, không dám thở mạnh. Là tiểu thảo thần kêu ngươi tới. Hải đường linh mẫu nhìn chằm chằm Diệp thần, búng ngón tay một cái, ở suy tính trên người hắn thiên cơ. Ừ. Diệp thần gật đầu. Ha ha, tiểu thảo thần đại nhân thật đúng là để mắt ta, lại có thể kêu ta giúp ngươi khôi phục thanh liên phân thân, còn có phù sinh tuyệt mệnh, cái này sợ rằng muốn hao hết ta hải đường tiên đảo vạn cổ tới nay tích góp. Hải đường linh mẫu đã suy tính đến tất cả, gương mặt nhất thời trầm xuống. Nàng cái này hải đường tiên đảo, vạn cổ tới nay, ngăn cách với đời, linh khí dư thừa, tích lũy rất nhiều thiên tài địa bảo, muốn khôi phục Diệp thần thanh liên phân thân và phù sinh tuyệt mệnh, cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng hao phí cực kỳ to lớn. Làm phiền nữ vương. Diệp thần chắp tay một cái, thái độ cũng là khá là khách khí. Vô luận là thanh liên phân thân, vẫn là phù sinh tuyệt mệnh, đối hắn mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, phải mau sớm khôi phục. Hôm nay Thiên Thảo Sơn Trang, đang bị ma tổ vô thiên các người vây công, cũng không biết tiểu thảo thần có thể chống đỡ bao lâu, Diệp thần chỉ muốn mau trở về. Sẽ đối kháng ma tổ vô thiên các người, thanh liên phân thân và phù sinh tuyệt mệnh, đều là mấu chốt. Không cần kêu ta nữ vương, ta sớm thì không phải là Minh Đô nữ vương, cái đó nham thần thiên tôn, thật là đáng chết. Hải đường linh mẫu hàm răng cắn một cái, trong ánh mắt che lấp ý càng đậm đà. Thậm chí lại trực tiếp mở miệng mắng nham thần thiên tôn. Nham thần thiên tôn thế nào? Diệp thần sửng sốt một tí, theo lý mà nói, hải đường linh mẫu năm đó thống trị Minh Đô, là nham thần thiên tôn tín đồ, hiện tại nhưng không tiếc lời, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, cái đó nham thần thiên tôn, ta cung phụng hắn nhiều năm như vậy, kết quả hắn một chút chỗ tốt đều không cho ta, cái gì ban phúc tạo hóa cũng không có, ta hướng hắn cầu nguyện. Nói muốn một kiện nham thần tổ khí, nhưng hắn nhưng thủy chung không cho, nói ta tư lợi quá nặng. Ha ha, chẳng lẽ ta cung phụng hắn, là thật một chút hồi báo đều không thể có muốn không? Sớm biết như vậy, ta năm đó liền thờ phượng tiểu thảo thần coi là. Hải đường linh mẫu cười nhạt liền liền, trong thần sắc tràn đầy ủy khuất nổi nóng, đối nham thần thiên tôn rất có oán khí. Diệp thần thấy hải đường linh mẫu bộ dáng như vậy, trong lòng bừng tỉnh. Cũng đại khái đoán được nàng rời đi Minh Đô nguyên nhân. Nàng không có được nham thần thiên tôn ban phúc, trong lòng tức giận, liền dứt khoát từ bỏ tín ngưỡng, rời đi Minh Đô, ngồi nhìn Minh Đô con dân bị Di La cung Lý Tuyệt Vân tàn sát. Những thứ này tín ngưỡng vấn đề, Diệp thần cũng không tiện bình nghị, lập tức giữ yên lặng, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Tiểu thảo thần năm đó đã cứu ta, vạn cổ trước kia, gia tộc ta tan biến, là tiểu thảo thần cứu ta. Nàng kêu ta làm thư của nàng đồ, nhưng ta nghĩ, nàng là chín thần bên trong yếu nhất tồn tại, không đáng giá được ta thờ phượng, liền uyển ngôn cự tuyệt liền nàng. Hải đường linh mẫu thở dài một cái, giải thích ngày xưa nhân quả, lúc đầu nàng thiếu tiểu thảo thần một cái mạng, là tiểu thảo thần năm đó cứu nàng, đối nàng ân tình cực lớn. Diệp thần cười khổ một tí, trong đầu nghĩ tiểu thảo thần xanh nhiên cũng quá đáng thương, tự mình ra mặt đi lôi kéo tín đồ, kết quả còn bị người cự tuyệt. Hải đường linh mẫu rên rỉ than thở nói, ta muốn chín thần bên trong, lấy nham thần thiên tôn cường đại nhất, đi liền thờ phượng nham thần, nào nghĩ tới vậy nham thần thiên tôn,
nhỏ như vậy khí, cái gì tạo hóa bảo bối cũng không cho ta, uổng phí ta nhiều năm cung phụng. Tất đích các, Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nếu như là hướng về phía chỗ tốt đi tin thần, vậy còn không như không tin. Hải Đường Linh Mẫu hừ một tiếng, nói, ngươi thanh cao, ngươi giỏi lắm. Hoặc là nói, ngươi luân hồi huyết mạch, là chư thiên thứ nhất huyết mạch, bản thân ngươi chính là trời đế chủ thần, bây giờ không phải là, tương lai nhất định có thể chứng đạo. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng nhân vật lớn, dĩ nhiên không hiểu chúng ta những tiểu nhân vật này nỗi khổ tâm. Diệp Thần gặp Hải Đường Linh Mẫu tức giận, không khỏi được cười khổ một tí, nói tiền bối nói đùa, ta hôm nay cũng chỉ là nhân vật nhỏ, còn cần ngươi hỗ trợ. Hải Đường Linh Mẫu lại hừ một tiếng, nói thôi, tiểu thảo thần năm đó đối với ta có ân, nàng kêu ta giúp ngươi, vậy không phải là không thể. Nhưng, muốn khôi phục phù sinh tuyệt mệnh và ngươi thanh liên phân thân, cần phải hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo, đối với ta tổn thất cũng là 10 phần to lớn, ta khó mà chịu đựng, cần ngươi cho ta một chút bồi thường. Diệp Thần nói, cái gì bồi thường? Hải Đường Linh Mẫu đánh giá Diệp Thần, trong ánh mắt mang một chút ghen tị, nói ta muốn trên mình ngươi kim trương thần ấn, đó là nham thần tổ khí, ta cần ngươi dùng kim trương thần ấn bồi thường ta. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vậy kim trương thần ấn, có thể nói là hắn trên đầu, trước mắt lực sát thương cường đại nhất pháp bảo, mang theo nham thần thiên tôn mãi mãi uy nghiêm, đủ để nghiền ép phổ thông tiên đế. Không được, kim trương thần ấn không thể cho ngươi. Hiện tại Hải Đường Linh Mẫu vừa mở miệng, liền đòi kim trương thần ấn, đây đối với Diệp Thần mà nói, là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự việc. Bởi vì kim trương thần ấn giá trị, so với thanh liên phân thân và phù sinh tuyệt mệnh, cũng không kém nhiều ít. Đây là hoàn chỉnh nham thần tổ khí, cũng không có chút nào mài mòn, thế gian hiếm thấy. Ngươi không chịu cho ta. Hải Đường Linh Mẫu con ngươi lạnh lẽo, uy nghiêm nói. Cái này pháp bảo không được, đổi cái khác đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói. Hải Đường Linh Mẫu nói, pháp bảo khác, không đè ép được Hải Đường Tử Hoàng, vậy là tới từ không không thời không thần thú, trên mình ngươi bảo bối bên trong, chỉ có vậy kim trương thần ấn, có thể trấn áp Hải Đường Tử Hoàng. Diệp Thần nói, Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Linh Mẫu nói, đúng vậy, ta tiên đảo trên nhốt một đầu thần thú, kêu Hải Đường Tử Hoàng, năm đó ở không không thời không đại chiến bên trong, đánh rơi đến thiên ngoại thiên, bị ta tím hoàng nhất mạch đạt được, gia tộc ta vạn năm qua, luôn muốn thuần phục đầu này thần thú, nhưng tiếc là đều thất bại. Đầu này thần thú, bướng bỉnh bất tuần, chỉ có dùng kim trương thần ấn, lấy cao nhất thiên đế chủ thần uy áp, mới khá đem chân áp. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán được cái gì, nói, năm đó tiền bối gia tộc tan biến, cũng là bởi vì làm cho này Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Linh Mẫu nói, đúng vậy, Hải Đường Tử Hoàng, ở không không lúc nào không thần thú trên bảng mặt, hạng thứ 5, là 10 phần chân quý thần thú, nếu có thể thuần phục, có thiên đại chỗ tốt. Gia tộc ta năm đó vốn là chỉ là gia tộc nhỏ, nhưng thu nuôi đầu kia bị thương Hải Đường Tử Hoàng sau đó, bị hắn linh khí xâm nhiễm. Huyết mạch lột xác, là được là tím hoàng huyết mạch, thế lực bạo tăng, năm đó vậy từng hùng bá một phương. Ngoại giới không hề thiếu thế lực, mơ ước gia tộc ta thần thú, muốn cướp đoạt. Cuối cùng ở mấy chục ngàn năm trước, gia tộc ta bị một cái thế lực thần bí tiêu diệt, chỉ có ta mang Hải Đường Tử Hoàng trốn thoát. Hải Đường Linh Mẫu nhắc tới chuyện cũ, một hồi thổn thức. Hải Đường Tử Hoàng, là không không lúc nào không bên trong, hạng thứ 5 thần thú. Linh khí cùng huyết mạch cực kỳ khủng bố. Gia tộc của nàng, năm đó nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đạt được Hải Đường Tử Hoàng huyết mạch linh khí bồi bổ sau đó, liền một lần hành động quật khởi, trở thành bá chủ. Đây chỉ là một lấm tấm linh khí bồi bổ, là có thể để cho gia tộc của nàng quật khởi, muốn là chân chính tuần phục Hải Đường Tử Hoàng, chỗ tốt kia thật là không cách nào tưởng tượng to lớn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nói tiền bối, vậy ngươi chân chính mong muốn. Là thuần phục Hải Đường Tử Hoàng, cũng không phải là muốn ta kim trương thần ấn. Hải Đường Linh Mẫu nói, đúng vậy, ta năm đó thờ phượng nham thần thiên tôn, thật ra thì cũng là vì đạt được ban phúc, trấn áp đầu kia tím hoàng thần thú. Cái này mấy chục ngàn năm qua, ta biện pháp gì cũng nếm thử qua, đối hắn chữa trị thương yêu mấy chục ngàn năm, cũng đưa vào rất nhiều dược liệu chân quý, nhưng tiếc là vậy tím hoàng thần thú, vẫn là ngang bướng khó thuần. Diệp Thần ánh mắt động một cái. Nói tiền bối, không bằng để cho ta đi thử một chút. Hải Đường Linh Mẫu sửng sốt một tí, nói, ngươi muốn thử thuần phục Hải Đường Tử Hoàng.
Diệp Thần nói, đúng vậy. Hắn suy nghĩ mình có luân hồi huyết mạch thần uy phách tuyệt chư thiên, đối chư thiên thần thú đều có cực mạnh hiệu quả áp chế. Nếu như hắn xuất thủ, có lẽ thật có thể thuần phục Hải Đường Tử Hoàng, như vậy thứ nhất, cũng không cần dâng ra kim trương thần ấn. Hải Đường Linh Mẫu nghe được Diệp Thần muốn thử nghiệm, khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi sức chiến đấu tuy nghịch thiên, nhưng bản thể tu vi, nói cho cùng chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 5 thôi. Ngươi điểm này tu vi, sợ rằng liền đến gần Hải Đường Tử Hoàng cũng khó khăn, ngươi còn muốn thuần phục nó. Không khỏi nói vớ vẩn. Diệp Thần cười nói, tiền bối, ngươi lại để cho ta thử một chút, nếu quả thật không được, ta lại đem kim trương thần ấn cho ngươi. Hải Đường Linh Mẫu thấy Diệp Thần như vậy tự tin hình dáng, trong lòng cũng là động một cái, suy nghĩ luân hồi huyết mạch có thể có chỗ đặc thù, có lẽ thật có thể thuần phục Hải Đường Tử Hoàng vậy không nhất định. Được rồi, đây là chính ngươi nói, nếu là thuần phục thất bại, ngươi bị cắn trả, cũng đừng trách ta. Diệp Thần gật đầu nói, cái này tự nhiên, vậy ở thuần phục Hải Đường Tử Hoàng trước, xin tiền bối trước giúp ta khôi phục Thanh Liên phân thân, như vậy thứ nhất, ta chắc chắn lớn hơn. Hải Đường Linh Mẫu mắt đẹp run lên, lạnh nhạt nói, ngươi ở cùng ta nói điều kiện. Diệp Thần cười nói, ta cũng chỉ là vì thuần phục vậy thần thú thôi. Hải Đường Linh Mẫu khóe mắt giật một cái, cuối cùng vẫn là có chút lạnh nhạt nói, ngươi cùng để ta đi. Xoay người bay về phía Hải Đường Tiên Đảo chỗ sâu. Diệp Thần cười một tí, liền đi theo Hải Đường Linh Mẫu, bay đến Tiên Đảo chỗ sâu, đi tới một phiến mênh mông đẹp lạ thường hoa trong rừng cây. Những hoa kia cây, chính là hoa hải đường cây, trên cây sinh trưởng hoa hải đường, cùng tiên đảo nơi khác hoa hải đường, phẩm tương rất không cùng. Ở chỗ này, mỗi một bụi hoa hải đường, đều có 7 cánh hoa múi, cánh hoa trên ánh sáng tím hòa hợp, lại có thể mơ hồ huyễn hóa ra một đầu màu tím phượng hoàng đồ đằng, 10 phần nguy nga. Diệp Thần bước vào cái này cánh hoa trong rừng cây, trong lỗ mũi ngửi được hoa nhang, bên tai có thể nghe được phượng hót bội hoàn thanh âm, 10 phần dễ nghe. Những hoa này, kêu 7 tim hải đường, là ta chuyên tâm trồng trọt. Mỗi một cây 7 tim hoa hải đường cây, đều là dùng vậy tím hoàng thần thú máu tươi bồi bổ, cho nên linh khí 10 phần dư thừa. Người Thanh Liên phân thân bị tổn thương, dựa vào 7 tim hải đường cỏ cây tinh hoa, đủ để đem thu phục, đem phân thân tế đi ra đi. Hải Đường Linh Mẫu nhìn chung quanh từng bụi hoa cây, nhìn phía trên một đóa đóa 7 tim hoa hải đường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Trong mắt toát ra yêu thương yêu thích diễn cảm. Nàng hiển nhiên là 10 phần thích những thứ này 7 tim hải đường, muốn nàng dùng để giúp Diệp Thần tu bổ Thanh Liên phân thân, vậy thì thật là ngang hàng khoét đi lòng nàng đầu thịt. Chỉ bất quá, nàng là người ân oán phân minh. Năm đó, nàng từng bị Tiểu Thảo Thần Ân cứu mạng, hiện tại cũng đang đến báo đáp thời điểm. Vậy làm phiền tiền bối. Diệp Thần lập tức liền đem Thanh Liên phân thân, thanh toán đi ra. Chỉ gặp vậy Thanh Liên phân thân, bề ngoài phủ đầy nám đen đả thương dấu vết, bên trong cũng là đốt lửa đốt nghiêm trọng, đều là triệu hoán liệt nhật mệnh tinh mang tới tác dụng phụ. Hải Đường Linh Mẫu nhìn cái này cái Thanh Liên phân thân, cũng có thể truy đuổi sóc đến đi qua thiên cơ, mơ hồ dòm ngó gặp liệt nhật mệnh tinh vậy minh mông khí tượng. Ngươi liệt nhật mệnh tinh, uy lực thật đúng là khủng bố, nếu là ở trên địa bàn ta thả ra, ngay tức thì là có thể đem ta tiên đảo hủy diệt. Hải Đường Linh Mẫu thán phục không thôi, cũng là thật sâu cảm thấy luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Vốn là ở Hải Đường Tiên Đảo trên, nàng có địa mạch khí vận ưu thế, không sợ Diệp Thần. Nhưng nếu như, Diệp Thần triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, thiên địa đều phải băng diệt, nàng cho dù có địa mạch khí vận ưu thế, cũng là hoàn toàn không đỡ được, liền người mang đảo đều phải tiêu diệt. Luân hồi huyết mạch lớn mạnh như vậy, Hải Đường Linh Mẫu thán phục hơn, trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Có lẽ, Diệp Thần xuất thủ, thật có khả năng, đem Hải Đường Tử Hoàng thuần phục, hoàn thành gia tộc của nàng vạn cổ tới nay, một mực chuyện muốn làm. Tiền bối nói đùa. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn bây giờ cùng Hải Đường Linh Mẫu, vậy coi là thống nhất cái trận doanh, tự nhiên sẽ không đánh nhau. Ừ, vậy ta trước giúp ngươi tu bổ Thanh Liên phân thân. Hải Đường Linh Mẫu lập tức cũng không nói nhảm, bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng vung ra, nặn động pháp quyết. Hô! Gió mát thổi lên, đem cái này cánh hoa trong rừng cây, một phiến phiến 7 tim hải đường, thổi lất phất xuống. Chỉ gặp vậy một phiến phiến 7 tim hải đường, theo gió bay xuống đến Diệp Thần Thanh Liên phân thân bốn phía, mây tía hòa hợp, linh quang hòa tan. Một phiến phiến 7 tim hải đường,
toàn bộ dung nhập vào Diệp Thần Thanh Liên phân thân bên trong, dư thừa cỏ cây tinh hoa, sinh mạng sức sống, toàn bộ quán chú đi vào. Hải Đường Linh Mẫu pháp quyết nặn động, không ngừng để cho bảy tim Hải Đường linh khí, bồi bổ Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Thanh Liên phân thân phía trên nám đen dấu vết, ở lấy thân xác có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng đạm hóa đi xuống. Trong thoáng qua, ở đó một phiến phiến bảy tim Hải Đường bồi bổ hạ, Diệp Thần Thanh Liên phân thân, bị đả thương phá hoại, rất nhanh liền khôi phục. Nguyên cái Thanh Liên phân thân, lần nữa đổi được sáng bóng, tách thả ra thần mang, tiên khí lưu chuyển, hiển nhiên ra một cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực, lại cũng không có bị tổn thương chút nào suy đổi dấu hiệu. Tốt lắm, người Thanh Liên phân thân, đã chữa trị khỏi. Hải Đường Linh Mẫu gương mặt hơi trắng bệch, vì tu bổ Diệp Thần Thanh Liên phân thân, nàng hiển nhiên vậy hao phí không thiếu linh khí. Cái này phiến bảy tim hoa hải đường rừng cây, rất nhiều hoa cây cũng đổi được trơ trụi, hơn phân nửa hoa hải đường, cũng cầm đi bồi bổ tu bổ Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Mới vừa vẫn là lộng lẫy nguy nga hoa rừng cây, giờ phút này nhưng đổi được tiêu điều lạnh tanh. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, trong lòng mười phần cảm kích. Hắn biết, cái này phiến bảy tim hoa hải đường rừng, đối Hải Đường Linh Mẫu mà nói, giá trị to lớn, nàng chuyên tâm trồng trọt nhiều năm. Hiện tại bởi vì mình mà héo tàn, nàng bỏ ra to lớn. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ở trả nợ tiểu thảo thần năm đó nhân quả thôi. Hơn nữa, ta cũng không là trắng giúp không ngươi, cần ngươi giúp ta thuần phục vậy tím hoàng thần thú. Nhắc tới, vậy hải đường tử hoàng cùng vận mệnh có liên quan, mà ngươi là mệnh vận chi chủ kỳ tư thanh người đàn ông, nói không chừng thật có thể thuần phục nó vậy không nhất định. Ngươi cùng để ta đi. Hải Đường Linh Mẫu ngoắc ngoắc tay. Mang Diệp Thần đi tống giam Hải Đường Tử Hoàng địa phương. Diệp Thần đi theo nàng đi về phía trước, vừa có chút tò mò hỏi, vậy Hải Đường Tử Hoàng, còn cùng vận mệnh đại lộ tương quan. Hải Đường Linh Mẫu gật gật đầu nói, đúng vậy, truyền thuyết chí cao vận mệnh đại lộ, chung quanh còn quấn bảy viên thần tinh, vậy bảy ngôi sao, cùng luân hồi thất tinh xen lẫn nhau chiếu rọi. Mỗi một viên thần vận mệnh tinh, cũng mang theo khó lường vận mệnh thiên uy, sức mạnh to lớn mênh mông vô biên. Trong đó có một ngôi sao, tên là Phượng Hoàng Thần Tinh. Vậy Hải Đường Tử Hoàng, chính là từ Phượng Hoàng Thần Tinh thượng mặt, đản sanh ra thần thú, trời xanh mang theo vận mạng chúc phúc, cho nên huyết mạch đặc biệt mạnh mẽ, ai có thể thuần phục nó, ai liền có thể được chí cao vận mạng che chở. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, thì ra là như vậy. Hắn nghe Hải Đường Linh Mẫu, giải thích những thứ này bí mật thời điểm, cũng là bắt được rõ ràng thiên cơ đầu mối. Lập tức liền dò ngó gặp cổ xưa thời không bí ẩn, thấy được một viên chói mắt tinh thần, đang toát ra sáng chói chói lọi. Cái ngôi sao kia, chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Tinh, vờn quanh vận mệnh đại lộ chuyển động, trên ngôi sao tràn đầy tiên hà thủy ải, linh khí nhô lên thành chư thiên Phượng Hoàng. Ở đó Phượng Hoàng Thần Tinh thượng mặt, lại chảy xuôi từng cái số mệnh sông dài, tử khí đông lai, sáng đẹp nguy nga. Trong đó một cái mạng vận sông dài. Bên bờ sông mọc đầy xinh đẹp hoa hải đường, đẹp vô cùng. Lệ. Đi đôi với một tiếng thanh minh, một đầu vũ dực lưu quang hà thải, cả người mây tía vòng quanh Phượng Hoàng, từ cái mạng này vận sông dài bên trong, sông lên bay ra, mênh mông thần uy ánh chiếu chư thiên, sáng rực vũ dực quy luật lưu chuyển, đó chính là lúc ban đầu Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Tử Hoàng, từ Phượng Hoàng thần tinh thượng ra đời, là tuân mệnh vận mà sống, trong huyết mạch mang theo chí cao tới vĩ vận mệnh thiên uy. Cho nên ngang bướng khó thuần. Bởi vì vận mệnh, luôn làm người khó mà nắm trong tay. Diệp Thần dòm ngó gặp những thứ này cổ xưa hình ảnh, cũng là rung động Hải Đường Tử Hoàng mênh mông mạnh mẽ. Hắn đi theo Hải Đường Linh Mẫu, rất nhanh đi tới một tòa cung điện lớn trước. Tòa cung điện này, cửa đóng chặt, từ bên trong truyền ra làm người ta bất an nóng bỏng hơi thở, kịch liệt sóng nhiệt như nham thạch nóng chảy vậy gào thét ra, chung quanh nhiệt độ đặc biệt khủng bố. Đủ để hòa tan sắt thép, liền không khí cũng được quỷ dị màu đỏ tím. Diệp Thần đứng ở trước cung điện, còn có thể thỉnh thoảng nghe được ở trong cung điện mặt, truyền ra từng cơn mát lạnh phượng hót tiếng, tràn đầy tức giận ý. Hải Đường Tử Hoàng, đang tống giam ở nơi này hoàng trong cung mặt, chính ngươi đi vào, xem có thể hay không thuần phục nó, ta ở chỗ này chờ ngươi, vậy thần thú đối với ta cừu hận cực sâu, ta bất tiện cùng ngươi đi vào. Hải Đường Linh Mẫu nhìn trước mắt cung điện, trong mắt toát ra không biết làm sao ý. Mấy chục ngàn năm qua, nàng hao phí vô số thiên tài địa bảo, nuôi Hải Đường Tử Hoàng,
lại sử dụng qua các loại thủ đoạn cường ngạnh, định thuần phục. Nhưng bỏ mặc nàng vừa đấm vừa xoa, vậy tím hoàng thần thú chính là không chịu thuận theo nàng, thủy chung là bướng bỉnh hình dáng. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp thần trên người. Nếu như lại không đem hải đường tử hoàng thuần phục nói, đầu này thần thú, rất có thể thì phải tránh phá trói buộc, xa bay đi, vậy đối với nàng mà nói, thì không cách nào tiếp nhận tổn thất to lớn. Ta lại thử một chút. Diệp thần gật đầu một cái, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng ý, thiên quân phong thần bia sử dụng, bảo vệ thân thể, rồi sau đó đẩy ra hoàng cung cửa, sải bước đạp đi vào. Phịch. Diệp thần vừa tiến vào hoàng cung, cửa ngay tại sau lưng hắn tự động đóng lại. Xuất hiện ở Diệp thần trước mắt, là vô cùng nguy nga cảnh tượng. Chỉ gặp hoàng cung bên trong, một phiến to lớn trên đất trống, bố trí một cái tiên đế pháp trận. Từ trong hư không rủ xuống hạ vô số điều cấm chế xiềng xích. Cái này vô số điều cấm chế xiềng xích, đang buộc chặt một đầu màu tím phượng hoàng thần thú. Phượng hoàng thần thú ấn đường lúc đó, có một đạo hoa hải đường dấu vết, giống như loại nào đó thần bí đồ đằng, cả người linh vũ rõ nét, mây tía vần quanh, các loại vận mệnh mây tía, như sông dài ngân hà, ở trên người nó lững lờ quấn quanh, miễn cưỡng không ngừng. Đây chính là hải đường tử hoàng. Không không lúc nào không thần thú bảng hạng thứ 5 tồn tại. Diệp thần nhìn đầu này màu tím phượng hoàng, nhất thời cảm thấy một cổ hào hùng uy áp, nếu như không phải là hắn đạo tâm cường hãn nói, cái này hải đường tử hoàng huyết mạch uy áp, chỉ sợ cũng phải đem hắn nghiền nát. Hải đường tử hoàng trong huyết mạch mặt, mang theo vô cùng là mãnh liệt vận mệnh thiên uy, người bình thường đối mặt cái này cổ vận mạng uy năng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Diệp thần vậy rốt cuộc biết, tại sao năm đó, nhiều người như vậy muốn thu phục hải đường tử hoàng. Cái này hải đường tử hoàng, cùng chí cao tới vĩ vận mệnh đại lộ tương liên, nếu có thể thu phục nói, ngang hàng nắm trong tay bộ phận vận mệnh quy luật, có thiên đại chỗ tốt. Hải đường tử hoàng bị tiên đế pháp trận phong tỏa, bị vô số cấm chế xích sắt nhốt, nó trong con người mang mãi mãi tức giận, không ngừng vùng vẫy, đáng tiếc đều không cách nào tránh thoát. Ở thế giới hiện thật phép tắc hạn chế hạ, nó thực lực, tự nhiên không thể nào cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, mấy chục ngàn năm qua, cũng không cách nào tránh thoát hải đường linh mẫu bày ra trận pháp. Chỉ bất quá, Diệp thần phát hiện, trận pháp kia trận văn, không hề thiếu mài mòn, hơn nữa niêm phong sử dụng cấm chế xích sắt, vậy băng liệt rất nhiều. Lại kéo dài như vậy nữa mà nói, thật có khả năng, bị hải đường tử hoàng tránh thoát niêm phong, phá bay ra ngoài. Cảm thấy được Diệp thần đi vào. Hải đường tử hoàng con ngươi bắn ra kinh thiên lửa giận, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận phượng hót, kịch liệt hơn dãy giụa. Nó liều mạng đập cánh, một cổ có thể so với hồng liên nghiệp hỏa khủng bố sóng lửa, liền gào thét hướng Diệp thần cuốn tới. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Diệp thần sớm có chuẩn bị, lập tức thúc giục thiên quân phong thần bia, ngăn cản hải đường tử hoàng nộ diễm. Tím hoàng nộ diễm bị ngăn trở, nhưng Diệp thần như cũ cảm thấy một chút kịch liệt nhiệt độ cao. Thậm chí còn có một chút vận mệnh đại đạo nghiền ép. Cái này hải đường tử hoàng, quả nhiên không đơn giản, hơi thở bên trong từ mang thần vận mệnh uy, quả thực là hung hãn vô cùng. Hải đường tử hoàng, ta chính là luân hồi chi chủ, quy thuận ta đi, mệnh vận chi chủ là bạn của ta, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Diệp thần con ngươi hơi chăm chú, cũng không có lập tức liền động võ, mà là hy vọng có thể khuyên hải đường tử hoàng quy thuận. Mệnh vận chi chủ, kỳ tư thanh sao? Hải đường tử hoàng miệng phun tiếng người, phát ra một đạo lạnh lùng kiều thúy giọng nữ, nó tuy một mực bị tống giam niêm phong, nhưng ngoại giới thiên cơ thay đổi, nhưng là thấy rõ được rõ ràng. Ngươi quy thuận ta, ta có thể mang ngươi đi gặp nàng. Diệp thần gặp hải đường tử hoàng biết kỳ tư thanh, nhất thời đại hỉ. Vận mệnh đại lộ, rốt cuộc có người thừa kế, bổn cô nương rất là vui vẻ yên tâm. Hải đường tử hoàng lắc mình một cái, lại đột nhiên hóa thành hình người, cực kỳ xinh đẹp, một đôi cặp mắt đào hoa, mang lạnh ý, ấn đường gian một đạo hải đường đồ đằng, hàm chứa cổ xưa bí ẩn. Nàng hóa thành hình người sau đó, thân thể mềm mại vẫn bị vô số xích sắt niêm phong, không cách nào tránh thoát. Chỉ bất quá, nàng trong tròng mắt thần sắc, vô cùng lạnh lùng bướng bỉnh, ngang bướng khó thuần, không có chút nào khuất phục ý. Nàng nhìn chằm chằm Diệp thần. Mang vẻ khinh thường, nói, bổn cô nương đồng ý kỳ tư thanh, nàng là tương lai chân chính mệnh vận chi chủ, nhưng, bổn cô nương không thích ngươi.
mọi người đều là nói, vận mệnh quy luật chính là phụ thuộc, muốn phụ thuộc vào cái gì trật tự mà tồn tại ở đây, đánh giám. Vận mệnh đại lộ, là chư thiên chí cao, sẽ không phụ thuộc vào người bất kỳ, người cái này luân hồi chi chủ, mưu toan phải đem vận mệnh dẫm ở dưới chân. Ngươi, là vận mạng kẻ địch. Kỷ Tư Thanh nữ thần bị ngươi mê muội, bổn cô nương muốn thay nàng giết ngươi, nàng mới thật sự là chí cao ngai vàng, ngươi bất quá là một viên ung thư. Hải Đường Tử Hoàng mắt đẹp tức giận ngất trời, nàng thích Kỷ Tư Thanh, nhưng đặc biệt không thích Diệp Thần, thậm chí thống hận. Giận dữ ý định giết người, từ nàng con ngươi chỗ sâu hiện lên, nàng vung tay lên, bàng bạc vận mệnh quy luật, hòa lẫn màu tím lửa cháy mạnh, làm được từng cái cấm chế xích sắt bắn ra, như trời thần phạt, càn quét hướng Diệp Thần. Diệp Thần thất kinh, không nghĩ tới Hải Đường Tử Hoàng lại muốn hướng hắn ra tay. Hải Đường Tử Hoàng thực lực tuy bị hạn chế, nhưng bộc phát ra uy thế, mang theo vận mệnh thiên uy, cực kỳ khủng bố, Diệp Thần cũng không dám khinh thị. Diệp Thần một bên thúc giục thiên quân phong thần bia ngăn cản, một bên lui về phía sau. Nhưng, Hải Đường Tử Hoàng thế công quá mãnh liệt, thiên quân phong thần bia cũng không thể toàn bộ chặn, một cái cấm chế xích sắt, mang vận mệnh tử diễm thiên uy, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Bót đích một tiếng, Diệp Thần nhất thời chảy ra rách thịt, một hồi đau rát. Súc sinh này, ra tay đổ như người thú. Diệp Thần khẽ cắn răng, biết muốn thuần phục Hải Đường Tử Hoàng mà nói, dùng mềm là không được, phải dùng thủ đoạn cường ngạnh. Nếu ngươi không chịu quy thuận, ta đánh liền đến ngươi thuận theo. Diệp Thần giận dữ, luân hồi thiên kiếm sử dụng, Trảm Thiên Cửu kiếm mãnh giết ra, đạo đạo sắc bén kiếm khí bén nhọn, như thác vải vậy chém chết hướng Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Tử Hoàng thân hóa hình người, một tiếng quát mắng, cùng chí cao vận mệnh đại lộ đồng tình, trên mình tuôn ra số mệnh khí lưu, vô cùng linh khí cô đọng hội tụ, bão tố chém ra một kiếm. Số mệnh tử kiếm chém, mang theo vận mệnh thiên uy một kiếm, hung hăng cùng Diệp Thần Trảm Thiên Cửu kiếm, mãnh liệt giao phong, bắn tán loạn ra vô cùng kiếm khí. Diệp Thần nhất thời cảm thấy hào hùng kiếm đạo uy áp, cuốn tới, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này Hải Đường Tử Hoàng, tuy thực lực bị hạn chế, lại bị phong cấm ở chỗ này, nhưng bộc phát ra uy thế, vẫn là như nước thủy triều như biển, làm người ta bộ dạng sợ hãi. Lấy Diệp Thần thực lực, đều cảm thấy có chút khó mà chống lại. Có thể tưởng tượng được, cái này Hải Đường Tử Hoàng thực lực, có lợi hại dường nào. Cái này vẫn bị hạn chế dưới trạng thái, nếu là không có hạn chế, thời kỳ tột cùng, lại là không có thể tưởng tượng. Hải Đường Tử Hoàng có thể ở không không lúc nào không thần thú trên bảng mặt, hạng thứ 5, chân thực không phải lãng đắc hư danh, khó trách Hải Đường Linh mẫu nghĩ như vậy muốn thuần phục nàng. Kim Trương Thần Ấn, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, sử dụng Kim Trương Thần Ấn, hung hăng hướng Hải Đường Tử Hoàng trấn áp đi. Nham Thần Tổ Khí. Hải Đường Linh mẫu thấy vậy, trong mắt nhất thời lộ ra lau một cái chấn động vẻ. Cái này Kim Trương Thần Ấn, chính là Nham Thần Tổ Khí, mang theo vô cùng là hung mãnh trấn áp lực lượng. Kim Trương Thần Ấn vừa ra, bàng bạc nham đất kim quang nổ tung, vô số nham thần phù văn xen lẫn, sáng chói như sao sông, đại lộ nổ ầm, trong hư không tóe ra chư thần ngâm sướng thanh âm. Mệnh vận đạo thì, cho bổn cô nương ngăn trở. Hải Đường Tử Hoàng thần sắc ngưng trọng, bóp một cái pháp quyết, quanh thân hiện ra từng cái vận mệnh quy luật phù văn, như từng cái màu tím đại lộ xích thần, còn quấn nàng thân thể mềm mại. Màu tím vận mệnh quy luật xen lẫn, tạo thành một tầng vỏ trứng vậy bảo vệ, vững vàng đem nàng bảo vệ được. Thẻ xem kỹ. Diệp Thần Kim Trương Thần Ấn nện xuống tới, nện ở tầng kia vỏ trứng vậy vận mệnh bảo vệ phía trên, nhất thời đem tầng kia bảo vệ, cũng là đập ra một cái khe. Hải Đường Tử Hoàng bị chấn động, mặt đẹp một hồi sắc trắng. Nhưng, Diệp Thần vậy được phản chấn, chỉ cảm thấy một cổ khó lường vận mệnh sức mạnh to lớn, đổ xông vào tạng phủ bên trong. Hắn ngũ tạng lục phủ, nhất thời một hồi cõi lòng như tan nát quặn đau, đồng thời xuất hiện ảo giác, tựa như thấy mình thân tử đạo tiêu, bỏ mạng ở vận mệnh dài trong mặt sông. Muốn loạn ta đạo tâm. Diệp Thần biết, đây là Hải Đường Tử Hoàng tinh thần đánh vào thủ đoạn, muốn nhiễu loạn hắn đạo tâm, để cho hắn lấy là tương lai mình sẽ chết, chết ở vận mệnh dài trong mặt sông. Thậm chí còn có một chút huyễn cửa đinh nguyệt như trước sáng tạo ý. Trên thực tế, luân hồi cùng vận mệnh tới giữa, căn bản cũng không phải là đối kháng quan hệ, cũng không phải ai phụ thuộc vào ai, mà là hợp tác.
Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh tới giữa, dĩ nhiên là không thể nào có bất kỳ phân tranh, hai người yêu nhau rất. Chỉ bất quá, Hải Đường Tử Hoàng nhưng chẳng phải cho rằng, nàng cảm thấy Kỷ Tư Thanh bị mê hoặc, cho nên, nàng muốn mai táng luân hồi, muốn để Kỷ Tư Thanh trở thành chư thiên duy nhất chí cao. Diệp Thần nhanh chóng trấn định tâm thần, luân hồi huyết mạch cháy, hào hùng luân hồi thần uy thả ra, hóa thành hồng mông đại tinh không, lồng xây mảnh thiên địa này. Ở luân hồi tinh không bao phủ hạ, Hải Đường Tử Hoàng gương mặt càng trắng bệch, cảm thấy từng cơn kinh quý. Cái này cổ kinh quý, đến từ nàng huyết mạch nội bộ, là bản năng sợ hãi. Bất kỳ mưu toan khiêu chiến chí cao huyết mạch, đang cảm thụ đến luân hồi thần uy sau đó, cũng sẽ sinh ra cái này cổ sợ hãi. Luân hồi quy luật, không cho khinh nhờn, bất kỳ huyết mạch đều không cách nào khiêu chiến hắn chí cao địa vị. Hoàng cung ra, Hải Đường Linh Mẫu thấy như bánh xe hồi tinh không dâng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại mang ngạc nhiên mừng rỡ. Thằng nhóc này, còn thật có thể thuần phục Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Linh Mẫu tuy chưa đi đến đi, nhưng thần thức theo dõi dưới, cũng có thể thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy. Thật ra thì bàn về thực lực, Diệp Thần chưa chắc có thể áp chế Hải Đường Tử Hoàng, cho dù vận dụng Kim Trương Thần Ấn, vậy là đặc biệt khó khăn, dẫu sao hắn tu vi chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5. Nhưng, mượn luân hồi huyết mạch uy năng, Diệp Thần lại có áp chế Hải Đường Tử Hoàng có thể. Quả nhiên, ở luân hồi tinh không dưới áp chế, Hải Đường Tử Hoàng thân thể mềm mại không nhịn được phát run, hai đầu gối mềm nhũn, rớt quỳ xuống. Quy thuận ta có thể mang ngươi đi gặp Kỷ Tư Thanh, chúng ta tới giữa, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhìn Hải Đường Tử Hoàng nói. Không, ngươi là chư ông trời lớn nhất ung thư, ta chết cũng không chịu quy thuận ngươi. Hải Đường Tử Hoàng cắn chặt hàm răng, vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, không chịu hướng Diệp Thần quỳ xuống, cưỡng ép chống cự hắn luân hồi uy áp. Thẻ xem kỹ, nàng cả người xương cốt đều ở đây vang động, thật giống như tùy thời muốn không chịu nổi uy áp, hoàn toàn nghiền vậy, trên mặt dáng đẹp ngũ quan, cũng là từng cơn vặn vẹo, rõ ràng cho thấy thừa nhận cực lớn thống khổ. Nàng hôm nay thực lực, cũng không kém gì Diệp Thần, nhưng làm sao, huyết mạch bị khắc chế được quá lợi hại. Ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch dưới áp chế, nàng hoàn toàn không cách nào chống lại. Nhưng, nàng cũng là quật cường, chết cũng không chịu thuận theo Diệp Thần. Diệp Thần thấy Hải Đường Tử Hoàng như vậy quật cường hình dáng, cũng là cau mày, nói, ngươi cứ nói ta là chư ông trời lớn nhất ung thư, đây là vì sao? Hải Đường Tử Hoàng cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi chính là lớn nhất ung thư, ta không thể nào quy thuận ngươi. Ngươi giết ta đi. Nàng cũng không có giải thích, vì sao Diệp Thần sẽ là ung thư, trong tròng mắt tràn đầy quật cường ý, dẫu có chết bất khuất. Hoàng bên ngoài cung mặt, Hải Đường Linh Mẫu thấy vậy, cũng là cảm giác sâu sắc than thở, lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là không cách nào thuần phục sao. Diệp Thần hiện tại gặp sự việc, nàng cái này mấy chục ngàn năm qua, không biết gặp qua bao nhiêu lần. Vì thuần phục Hải Đường Tử Hoàng, nàng sử dụng vô số thủ đoạn, thậm chí không thiếu tàn khốc lạnh tuyệt tồn tại. Nàng từng mời một ít cao thủ bằng hữu tới đây, chung nhau trấn áp Hải Đường Tử Hoàng, hy vọng dùng võ lực dùng khuất phục, nhưng Hải Đường Tử Hoàng tính tình đặc biệt bướng bỉnh, tình nguyện chết cũng không chịu cúi đầu. Linh Mẫu tự nhiên không nỡ giết chết nàng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đem nàng tống giam, cho đến ngày hôm nay. Hôm nay đối mặt Diệp Thần, Hải Đường Tử Hoàng vẫn là ngày xưa bộ kia bướng bỉnh hình dáng, dẫu có chết bất khuất. Diệp Thần gặp nàng không chịu thuận theo, như thế trăng khuất hình dáng, nội tâm cũng là khó hiểu hỏa khí, một cái cướp bước đạp lên, bàn tay bắt nàng nhỏ hết sức trắng nõn cổ, nói, ngươi thật không chịu quy thuận. Hải Đường Tử Hoàng cổ bị nắm được, chỉ cần Diệp Thần thoáng dùng sức, nàng sẽ chết. Nhưng dù vậy, nàng trong mắt cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, kiên quyết nói, ngươi giết ta chính là, cũng tốt giúp ta giải thoát, ta bị phong cấm mấy chục ngàn năm. Mỗi ngày chịu đựng vô tận đau khổ, chết liền tốt nhất. Chờ ta chết, ta linh hồn, sẽ trở về lúc ban đầu vận mệnh sông dài, ta tương lai tổng hội hồi sinh, mà ngươi, ta sẽ nhớ ngươi, ta sớm muộn phải tìm ngươi trả thù. Hải Đường Tử Hoàng vậy quật cường ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn không có một chút sợ, ngược lại là tràn đầy cừu hận, cho dù chết, tương lai cũng phải nghĩ đủ phương cách sống lại, tìm Diệp Thần trả thù. Diệp Thần thấy vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Hải Đường Tử Hoàng quật cường cùng bướng bỉnh, ra hắn dự liệu.
Đây là hải đường linh mẫu coi là vận mệnh thần thú, hắn tự nhiên cũng không khả năng động thủ chu diệt. Mộ chủ đại nhân, hoặc là, để cho ta cùng nàng nói một chút. Ngay tại Diệp Thần thúc thủ vô sách thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, đột nhiên truyền ra chấn động to lớn, một tòa mộ bia hiển lộ, lại là có tân đại năng thức tỉnh. Vị kia tân đại năng, là một người vô cùng là xinh đẹp cô gái, dáng vẻ thướt tha, ăn mặc màu đỏ quần áo, chậm rãi từ trên mộ bia nổi lên, trong mắt mang cười yếu ớt, đang cùng Diệp Thần câu thông. Ngươi là... Tân đại năng tỉnh lại, để cho được Diệp Thần đặc biệt giật mình, nội tâm lại là vui sướng. Vị này tân đại năng ra đời, có lẽ sẽ để cho sự việc có chuyển cơ. Ngươi có thể kêu ta Xích Hoàng tiên tử, ta đến từ không không lúc nào không, từ Phượng Hoàng thần tinh trung ra đời, thiên cổ trước kia, và vậy hải đường tử hoàng, đồng loại nhất mạch, chúng ta là biết. Xích Hoàng tiên tử mỉm cười nói. Các ngươi vẫn là nhận biết, ngươi cũng là từ Phượng Hoàng thần tinh trung ra đời. Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Phượng Hoàng thần tinh, là vận mệnh thất tinh một trong, hải đường tử hoàng chính là từ Phượng Hoàng thần tinh thượng sinh ra. Hiện tại Xích Hoàng tiên tử cũng nói, nàng cũng tới từ Phượng Hoàng thần tinh, thậm chí cùng hải đường tử hoàng quen biết. Đúng vậy, không quá ta đỉnh cấp thời điểm thực lực, chỉ có tiên đế, yếu ít đi một chút, mời ngươi không nên phiền lòng. Xích Hoàng tiên tử cười nói, nàng đến từ không không lúc nào không. Ở không không lúc nào không bên trong, cường giả rất nhiều, thậm chí có không thiếu thiên đế chủ thần tồn tại. Nàng chỉ có tiên đế tu vi nói, đích xác lại yếu ít đi một chút. Không không lúc nào không, cũng không phải là nói tất cả mọi người đều là thần minh, còn có chút không có thể thành thần tồn tại. Nói thí dụ như Xích Hoàng tiên tử, năm đó liền không có thể thành thần, cao nhất thời điểm, là tiên đế tu vi. Ta là gặp phải chút ngoài ý muốn, đưa đến còn không thành thần, cũng đã chết. Xích Hoàng tiên tử lại giải thích nói, tựa hồ đặc biệt để ý mình thực lực, cảm thấy tu vi chân thực quá thấp, không xứng với nàng không không thân phận. Không sao, tiên tử có tiên đế tu vi, đó cũng là rất lợi hại. Diệp Thần cũng không ngại, luân hồi mộ địa bên trong thức tỉnh như thế nhiều đại năng, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện có đến từ không không thời không. Ta tới cùng cái này hải đường tử hoàng nói một chút đi. Xích Hoàng tiên tử cười nói. Ừ. Vậy thì xin nhờ tiên tử. Diệp Thần gật đầu một cái, buông lỏng cầm hải đường tử hoàng cổ tay, lui về phía sau hai bước. Hắn hiện tại chính là vô kế khả thi, nếu như Xích Hoàng tiên tử ra mặt, có thể thuần phục hải đường tử hoàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Xích Hoàng tiên tử mượn Diệp Thần thân thể, truyền xuất từ thân ý chí, cùng thiên địa đồng tình, phát ra tiếng. Tiểu tử, luân hồi chi chủ là người tốt, người quy thuận hắn chính là... không muốn gây nữa tánh khí. Đạo thanh âm này phát ra, truyền tới hải đường tử hoàng trong lỗ tai, nàng nhất thời thân thể mềm mại run rẩy, lộ ra chấn động to lớn ý, kêu lên, Xích Hoàng tỷ tỷ, là ngươi sao? Xích Hoàng tiên tử nói, là ta. Hải đường tử hoàng vội la lên, ngươi ở địa phương nào? Thanh âm lại mang điểm nức nở, lại là ủy khuất. Xích Hoàng tiên tử nói, ngươi không cần phải để ý đến ta ở địa phương nào. Người quy thuận luân hồi chi chủ cũng được. Hải đường tử hoàng cắn răng nghiến lợi, nói, không, trừ mệnh vận chi chủ, người bất kỳ đều không tư cách làm ta chủ nhân. Hơn nữa, luân hồi là chư ông trời lớn nhất ung thư, vạn vật sinh linh, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt càn khôn, bởi vì luân hồi phép tắc tồn tại, một mực chịu đủ sinh diệt khổ. Luân hồi chi chủ ứng thiên mà sống, là chúng sanh địch nhân lớn nhất, ta lại làm sao có thể quy thuận hắn. Diệp Thần nghe được hải đường tử hoàng lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nội tâm có vẻ không vui. Cái này hải đường tử hoàng, cứ nói hắn là cái gì đại độc lựu, tâm tình hắn tự nhiên sẽ không vui vẻ. Xích Hoàng tiên tử nói, à, tiểu tử, ngươi hiểu lầm, ngươi đối luân hồi hiểu sai quá sâu. Hải đường tử hoàng rơi lệ nói, tóm lại, ta sẽ không quy thuận hắn. Xích Hoàng tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn mê hoặc? Xích Hoàng tiên tử nói, chứ có nói bậy nói bạ, ngươi xem tỷ tỷ giống như là bị dáng vẻ mê hoặc. À, ngươi không chịu quy thuận hắn, ta cũng không cưỡng bách ngươi, nhưng, ngươi nếu là đi theo hắn bên người, liền có thể gặp được mệnh vận chi chủ, ngươi tạm thời cùng là tùy hắn là. Ngươi nói mệnh vận chi chủ bị mê muội, vậy ngươi đi ngay gặp nàng à, cùng nàng giải thích rõ, nếu là nàng thật đồng ý ngươi, cùng ngươi rời đi, sau này các ngươi liền có thể ở cùng một chỗ,
ngươi không phải từ nhỏ liền sùng bái mệnh vận chi chủ sao? Lời nói này nói ra, Hải Đường Tử Hoàng nghe vào trong tai, nhất thời tâm thần rung động, khó hiểu nghĩ đến có thể cùng Kỳ Thư Thanh chung một chỗ, gò má lại từng cơn nóng lên, khó mà tự cầm. Nàng ở lúc còn rất nhỏ, liền dòm ngó gặp tương lai năm tháng sông dài, biết tương lai mệnh vận chi chủ, chính là Kỳ Tư Thanh. Tuy nói tương lai có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, cuối cùng có thể làm mệnh vận chi chủ người, vậy không nhất định là Kỳ Tư Thanh. Nhưng ở nàng trong lòng, nàng chỉ nhận Kỳ Tư Thanh một người. Được rồi, luân hồi chi chủ, ta có thể đi theo bên người ngươi, nhưng ta không hề sẽ thần phục với ngươi, ta chỉ nhận Tư Thanh tỷ tỷ. Hải Đường Tử Hoàng cắn răng, cuối cùng là gật đầu đáp ứng, nguyện ý đi theo Diệp Thần, nhưng cũng không phải là thần phục, nàng chỉ là vì gặp Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, hắn cùng Kỳ Tư Thanh không phân lẫn nhau, Hải Đường Tử Hoàng thần phục Kỳ Tư Thanh, vậy thì ngang hàng thần phục hắn. Ta trước thả ngươi đi ra. Diệp Thần huy động thiên kiếm, đem Hải Đường Tử Hoàng cấm chế trên người xích sắt, toàn bộ chặt đứt, đem nàng thả ra. Bị phóng thích sau Hải Đường Tử Hoàng. Quả nhiên là một bộ khôn khéo bộ dáng, lại không có bất kỳ tàn phá bạo động dấu hiệu, ngoan ngoãn đứng ở Diệp Thần bên người, nhưng trong mắt vẫn là mang cực lớn kháng cự ý, lạnh giọng nói. Vậy ngươi mau dẫn ta đi gặp Tư Thanh tỷ tỷ. Hải Đường Tử Hoàng, từ Phượng Hoàng Thần Tinh Trung ra đời, có thể nói là Kỳ Tư Thanh tín đồ. Ở Kỳ Tư Thanh còn không thời điểm ra đời, nàng cũng đã dòm ngó gặp tương lai, biết Kỳ Tư Thanh là tương lai mệnh vận chi chủ. Trong lòng tràn đầy hướng tới sùng bái. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, cong ngón tay tính toán, bắt được Kỳ Tư Thanh nhân quả. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền bắt được một cổ nguy cơ. Cổ nguy cơ này hơi thở, chính là từ Kỳ Tư Thanh trên mình phát ra. Tư Thanh gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhướng mày một cái, suy tính thiên cơ, mơ hồ thấy không lâu sau, Kỳ Tư Thanh có thể sẽ xuất hiện ở một cái kêu là Phượng Cầu Hoàng trong yến hội. Diệp Thần chỉ mơ hồ suy tính đến, cái này Phượng Cầu Hoàng tiệc, đem ở thiên ngoại thiên cử hành, nhưng địa điểm cụ thể ở nơi nào, còn không coi là rõ ràng. Này, Tư Thanh tỷ tỷ ở nơi nào? Hải Đường Tử Hoàng gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, trong lòng có chút bất an, chất vấn nói. Đừng lo lắng, mấy ngày nay ta sẽ mang ngươi đi gặp nàng, ngươi trước theo ta ra ngoài. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền dẫn Hải Đường Tử Hoàng, đi ra Hoàng Cung. Làm Hải Đường Tử Hoàng, bước ra Hoàng Cung ngay tức thì, trên người nàng tất cả trói buộc, đều là tản đi, cả người tràn ra một cổ huy hoàng ánh sáng tím, phương xa chân trời, mênh mông mây tía như thác vải đông tới, giống như ngân hà rủ xuống, đầy trời mưa hoa rực rỡ loạn rơi xuống, các loại thủy hà khí tượng phơi bày, mười phần nguy nga. Đây là Hải Đường Tử Hoàng huyết mạch dị tượng, nàng không có lại bị tống giam niêm phong, huyết mạch chỗ sâu kinh thiên khí tượng. Chính là hiển lộ, làm người ta rung động. Diệp Thần mắt thấy cái này cổ khí voi, cũng là thầm giật mình, trong đầu nghĩ, nếu là có Hải Đường Tử Hoàng trợ lực, vậy có lẽ có thể phá ra Thiên Thảo Sơn Trang nguy cục. Hôm nay Thiên Thảo Sơn Trang, gặp phải Ma Tổ Vô Thiên và Di La Cung vây khốn, Tiểu Thảo Thần sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, dẫu sao nơi này không phải không không lúc nào không, nàng thực lực lớn bị hạn chế. Hải Đường Linh Mẫu thấy Hải Đường Tử Hoàng đi ra, tuy trong mắt còn mang bướng bỉnh bất tuần ngang bướng hơi thở, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần bên người, cũng không nổi giận làm loạn hình dáng, nàng trong lòng không khỏi đại hỉ, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người tuần phục cái này tím hoàng thần thú. Hải Đường Tử Hoàng không cùng Diệp Thần nói chuyện, liền tràn đầy không vui nói, kêu ta Tử Hoàng Thiên Tử, ta trừ mệnh vận chi chủ bên ngoài, tuyệt sẽ không thuận theo người bất kỳ. Nghe được Hải Đường Tử Hoàng như thế nói. Hải Đường Linh Mẫu khẽ mỉm cười, cũng không ngại. Bởi vì nàng biết, Hải Đường Tử Hoàng chịu cùng Diệp Thần đi ra, đã bước ra mấu chốt một bước, sau này hoàn toàn quy thuận, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần nói, Linh Mẫu tiền bối, ta muốn mang Hải Đường Tử Hoàng. Hải Đường Tử Hoàng cắt đứt hắn nói, là Tử Hoàng Thiên Tử. Năm đó ở Phượng Hoàng Thần Tinh Thượng thời điểm, nàng cùng Xích Hoàng Thiên Tử tỉ muội tương xứng, mình danh hiệu là Tử Hoàng Thiên Tử. Sau đó nàng tu luyện đột phá, huyết mạch lột xác thành thần, nhưng Xích Hoàng Tiên Tử gặp gỡ bất ngờ chết, dừng bước tại tiên đế cảnh giới, trước mắt ở Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong. Ừ, Tử Hoàng Tiên Tử. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đổi xưng hô,
hướng Hải Đường Linh Mẫu nói, ta muốn mang Tử Hoàng Tiên Tử đi gặp Ký Tư Thanh, ta suy tính đến thiên cơ, Tư Thanh không lâu sau, có thể sẽ xuất hiện ở một cái kêu là Phượng Cầu Hoàng trong yến hội, không biết tiền bối có thể hay không nghe qua cuộc thịnh yến này. Hải Đường Linh Mẫu nghe được Phượng Cầu Hoàng ba chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, chàng này tiệc, là Phượng Hoàng nhất mạch hai đại gia tộc tiệc vui, mệnh vận chi chủ sẽ xuất hiện ở đó trận trong yến hội sao? Diệp Thần nói, Phượng Hoàng nhất mạch, cũng cùng vận mệnh tương quan sao? Hải Đường Linh Mẫu nói, đúng vậy, Phượng Hoàng nhất mạch, năm đó từ Phượng Hoàng thần tinh thượng ra đời, thiên ngoại thiên có bọn họ chi nhánh, bọn họ Phượng gia và Hoàng nhà, gần đây đang chuẩn bị thông gia, bọn họ đều là mệnh vận chi chủ tín đồ, chẳng lẽ Kỳ Thư Thanh cô nương, là bị bọn họ mời, phải đi uống rượu mừng sao? Uống rượu mừng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn trong mơ hồ nhưng bắt được đến nguy cơ, Kỳ Tư Thanh nếu là xuất hiện ở Phượng Cầu Hoàng trong yến hội, chỉ sợ không phải uống rượu mừng đơn giản như vậy. Cái này tiệc vui lúc nào cử hành? Diệp Thần hỏi. Đại khái 3 ngày sau đi. Hải Đường Linh Mẫu nói. Tử Hoàng Tiên Tử vui vẻ nói, 3 ngày sau ta liền có thể gặp được Tư Thanh tỷ tỷ liền sao? Hải Đường Linh Mẫu ôn nhu nói, Tử Hoàng Tiên Tử, 3 ngày sau, ta mang ngươi đi dự tiệc là được. Tử Hoàng Tiên Tử đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá. Nàng nghĩ đến cũng nhanh thấy Kỳ Tư Thanh, tâm thần kích động không thôi, nhảy cẫng hoan hô, giống như là bé gái vậy. Diệp Thần nhớ tới Thiên Thảo Sơn Trang nguy cục, ánh mắt hơi chăm chú, nói, bất quá, ở đi dự tiệc trước, chúng ta được trước giải quyết chút phiền toái. Hải Đường Linh Mẫu cũng biết Thiên Thảo Sơn Trang bị kẹt, Tiểu Thảo Thần rất có thể không nhịn được, lập tức liền gật gật đầu nói, ta cùng ngươi đi Thiên Thảo Sơn Trang, tiếp ứng Tiểu Thảo Thần. Diệp Thần sử dụng phù sinh tuyệt mệnh, nói, Linh Mẫu tiền bối, lại xuất phát trước, xin ngươi hãy trước giúp ta khôi phục thanh binh khí này. Phù sinh tuyệt mệnh linh khí bị tổn thương, hơn nữa phía trên còn lưu lại có ma tổ vô thiên máu tươi đóng dấu, Diệp Thần hoàn toàn không cách nào vận dụng. Hắn chỉ muốn để cho phù sinh tuyệt mệnh, mau sớm khôi phục nguyên trạng, như vậy thứ nhất, hắn liền có thể dựa vào thanh binh khí này, khắc chế ma tổ vô thiên. Hải Đường Linh Mẫu từ Diệp Thần trong tay, nhận lấy phù sinh tuyệt mệnh, nhẹ khẽ vuốt phù thanh binh khí này, cảm thụ thanh binh khí này cất giấu mũi nhọn, nàng lộ ra một chút thán phục vẻ. Binh khí này chế tạo công nghệ, thật là có 102 cổ kim, thiên khải chí tôn không hổ là không lúc nào không thứ nhất luyện khí sư. Ngươi cùng ta tới. Dừng một chút, lại hướng Tử Hoàng Tiên Tử nói, Tử Hoàng Tiên Tử, ngươi vậy cùng đi. Hải Đường Linh Mẫu ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần và Tử Hoàng Tiên Tử đi theo ở nàng phía sau. 3 người một đường tiến về phía trước, nhưng đi tới tiên đảo chỗ sâu một tòa trong hang. Trong hang mặt, chảy xuôi một cái dưới đất sông máu. Vậy cái sông máu, bên trong chảy xuôi máu tươi, đỏ tươi màu sắc bên trong, lại là hàm chứa một chút màu tím nguyên thế chấp, từng luồng mang ánh sáng tím xương máu sôi trào, mơ hồ tới giữa, lại là biến ảo thành tất cả màu tím phượng hoàng hư ảnh, trên mặt sông lơ lửng vũ động, cực kỳ nguy nga. Nơi này là... Diệp Thần nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút giật mình. Tử Hoàng Tiên Tử hừ một tiếng, nói, đây là bọn họ Hải Đường nhà, cắt lấy ta máu tươi, cất tạo nên sông máu. Lúc đầu điều này lòng đất sông máu, chính là dùng Tử Hoàng Tiên Tử khí huyết hội tụ mà thành. Hải Đường Linh Mẫu không biết làm sao cười một tí, nói Tử Hoàng Tiên Tử, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi huyết mạch linh khí quá dư thừa. Thế giới hiện thật không chứa nổi, ta nếu không vì ngươi lấy máu, ngươi sợ rằng sẽ bạo thể bỏ mạng. Tử Hoàng Tiên Tử ở thành thần sau đó, huyết mạch lột xác, cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến liền thế giới hiện thật, đều khó chứa bước. Nàng tràn đầy tràn ra máu tươi, bị Hải Đường Linh Mẫu cắt lấy, cất làm ra điều này sông máu. Điều này lòng đất sông máu, linh khí đậm đà, để cho người hít thở một cái, liền giác tâm thần sảng khoái, tinh thần sướng thoải mái. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh giá Tử Hoàng Tiên Tử. Hóa thân hình người Tử Hoàng Tiên Tử, người mặc màu tím quần áo, dáng vẻ thướt tha thon nhỏ, dung mạo đúng như Phượng Hoàng xinh đẹp, trong mắt nhưng là thiếu nữ vậy thanh thuần, mang bất khuất ngang bướng. Nàng tràn đầy tràn ra máu tươi, năng lượng giống như này khủng bố, có thể gặp nàng bản thể huyết mạch, có cường hãn dường nào. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu là thật có thể thuần phục nàng, luân hồi trận doanh là thêm một cái thiên đại trợ lực. Xem Tử Hoàng Tiên Tử hình dáng, nàng là không thể nào quy thuận Diệp Thần,
nhưng nàng sùng bái Kỳ Tư Thanh, nếu như quy thuận Kỳ Tư Thanh, vậy cũng cùng quy thuận Diệp Thần kém không nhiều. Luân hồi chi chủ, ta đem binh khí của ngươi, đặt ở điều này tím hoàng bên trong sông máu mặt, ngâm uẩn dưỡng một tháng. Dựa vào tử hoàng tiên tử máu tươi năng lượng, uẩn dưỡng một tháng sau, binh khí của ngươi thì có thể khôi phục, hơn nữa cũng có thể xóa đi ma tổ vô thiên dấu vết. Hải đường linh mẫu vung tay lên, đem phù sinh tuyệt mệnh, phốc thông một tiếng, đưa vào tím hoàng bên trong sông máu mặt. Tử hoàng tiên tử hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Diệp Thần nói, là ta giúp ngươi, ngươi phải thế nào cảm ơn ta. Diệp Thần cười nói, ta mau sớm mang ngươi đi gặp Tư Thanh chính là, bất quá lại xuất phát đi phượng cầu hoàng tiệc trước, ngươi có thể được bồi chúng ta đi một chỗ. Tử hoàng tiên tử cong ngón tay tính toán, nói ta biết, Thiên Thảo Sơn Trang đúng không? Tiểu Thảo Thần bị vây khốn, vậy bổn cô nương liền đại phát thần uy, cứu nàng đi ra. Nàng trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo tự tin, thậm chí mang một cổ ngỗ ngược phách lối, tựa như liền chín thần đô không buông ở bên trong mắt. Nàng chỉ muốn mau sớm giải quyết hết trước mắt nhân quả, lại đi gặp Kỳ Tư Thanh. Đi thôi, Tiểu Thảo Thần năm đó đã tới Phượng Hoàng Thần Tinh, gieo hải đường thần tâm, ta có thể ra đời, cũng có nàng một phần ban phúc, nàng gặp nguy hiểm, bổn cô nương cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Tử hoàng tiên tử bay ra hang, lắc mình một cái, thì trở nên ra hải đường tử hoàng bản tướng. Hô! Tập tục nổ! Màu tím phượng hoàng, chiếm cứ chín tầng trời, cuộn sạch mưa gió, chấn động càn khôn, thiên trọng thủy hạ ùn ùn kéo đến, vạn trượng mây tía như thác vải thiên thủy, phượng hót tiếng trùng tiêu kinh thiên, vô cùng rung động nguy nga. Lúc đầu nàng cùng Tiểu Thảo Thần, cũng có nhân quả sâu xa. Thậm chí nói, nàng ra đời, cũng cùng Tiểu Thảo Thần có liên quan. Trước đây thật lâu, Tiểu Thảo Thần từng đi qua Phượng Hoàng Thần Tinh, cũng ở vận mệnh sông dài bên, gieo hải đường thần tâm, bày mạnh mẽ sinh mạng hơi thở. Hải đường tử hoàng một ra đời, sẽ cùng lúc có vận mệnh cùng cỏ thần chúc phúc, cho nên huyết mạch nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đột phá thành thần. Còn như Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong Xích Hoàng Tiên Tử, chỉ là đơn thuần tòng mệnh vận sông dài bên trong ra đời, cũng không có được cỏ thần chúc phúc. Nàng khí vận, kém hơn hải đường tử hoàng, cuối cùng gặp gỡ bất ngờ chết, mất đi thành thần tư cách. Diệp Thần và hải đường linh mẫu, từ trong hang đi ra, ngồi hải đường tử hoàng, trực tiếp đột phá hư không, bay đi Thiên Thảo Sơn Trang. Lúc này, Thiên Thảo Sơn Trang, đang gặp phải cực kỳ nguy hiểm cục diện. Ma Tổ Vô Thiên, Mang Thiên La, Lý Tuyệt Vân ba vị cao thủ, dẫn vực sâu thần điện và Di La Cung cường giả, ước chừng vạn người, vây quanh vây lại Sơn Trang. Hung hãn sát khí cùng ma khí, ở giữa trời đất vang vọng, thậm chí kinh động hư không, đưa tới ra các loại quỷ bí ngâm sướng, làm người ta nghẹt thở. Thiên Thảo Sơn Trang các đệ tử, đều là thần sắc ngưng trọng, đang duy trì bảo vệ đại trận. Tiểu Thảo Thần trước đây bày ra cây lớn đại trận. Những cái kia chọc trời cây lớn, giờ phút này dần dần xuất hiện khô héo dấu hiệu. Cái này tỏ rõ trước, Tiểu Thảo Thần ý chí đang suy yếu xuống. Nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, cho dù là thần minh, vậy phải bị rất nhiều quy luật hạn chế. Tiểu Thảo Thần thực lực, ở chín thần bên trong yếu nhất, nàng chịu hạn chế, vậy thì nghiêm trọng hơn. Thảo Thần Thiên Tôn, cút ra đây, nói cho ta, Diệp Thần đi nơi nào. Ma Tổ Vô Thiên cao cứ ở trên trời, quát to một tiếng nói. Hắn đã suy tính đến, Diệp Thần rất có thể không có ở đây Thiên Thảo Sơn Trang, bị Tiểu Thảo Thần đưa đi. Nhưng, Diệp Thần rốt cuộc đi nơi nào, hắn nhưng không biết. Hắn chỉ muốn mau sớm tra ra Diệp Thần rơi xuống, sau đó trực tiếp lùng giết. Diệp Thần bị tổn thương nặng như vậy, muốn đến còn không phục hồi như cũ, chính là lùng giết lớn thời cơ tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 455.